Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 3 của câu chuyện Mẹ chồng giàu gài bẫy hãm hại con dâu nghèo. Có lẽ các bạn đều muốn biết kế hoạch trả thù của Nguyệt đối với bà Kim đúng không? Số phận hôn nhân của Bình và Nguyệt sẽ như thế nào? Tất cả sẽ có trong tập 3 ngay sau đây. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất cứ tập mới nào của chúng tôi nhé bà kim vô cùng tự tin với kế hoạch của mình bà không thèm để tâm tới sự thay đổi của mối quan hệ giữa nguyệt và chi từ sau ngày hôm đó nguyệt và chi tỏ ra thân nhau hơn hẳn nhưng do bà kim đã nắm được tẩy của chi nên khá yên tâm về việc chi sẽ không hé miệng về kế hoạch của bà tới ngày thực hiện phẫu thuật nguyệt nói với bà kim và mình anh với mẹ đi trước đi em phải chuẩn bị tốt tâm lý đã em cảm thấy hơi hồi hộp anh ạ ừ em cứ bình tĩnh anh và mẹ sẽ ở bên bệnh viện để đợi em bình lo lắng nói với vợ bà kim thấy thế thì cũng không nói gì trong thâm tâm của bà nguyệt đã như con cá nằm trên thớt cô đang rất mong ngóng có con chẳng có lý do gì mà cô lại không thực hiện cả thế nhưng khi tới bệnh viện cả hai mẹ con bình đợi cả buổi cũng không thấy nguyệt đâu bình lo lắng gọi điện liên tục cho nguyệt nhưng không có ai bắt máy bác sĩ đã ra dục họ 4-5 lần rằng tới lượt phẫu thuật rồi. Đợi đến trưa mà vẫn không thấy nguyệt đâu cả, bác sĩ đành thông báo phải hủy lịch phẫu thuật để còn làm cho những người khác. Bình chở bà Kim về mà lòng nóng như lửa đốt, anh không biết vợ mình đi đâu. Trong khi đó bà Kim thì đang vô cùng tức giận vì đã không thực hiện được kế hoạch ngày hôm nay. Khi về tới nhà, họ vô tình bắt gặp Nguyệt đang xách túi lớn túi bé đi vào nhà. Thấy vậy, bà Kim tức lắm, bà đi vào nhà và chặn trước mặt Nguyệt rồi hỏi: "Từ sáng tới giờ cô đi đâu? Bình gọi điện cho cô cả chục cuộc mà cô không nghe máy là sao hả?" À? "Ôi, con xin lỗi mẹ, sáng nay vì lo lắng quá nên con định đi spa để cho thoải mái tâm lý. Chả hiểu sao con lại ngủ quên mất mẹ ạ. Điện thoại con để quên ở nhà nên không gọi được cho mẹ với anh Bình ạ." À. Bình thấy vợ vẫn bình yên thì cũng yên tâm anh nói: Em làm cho anh lo quá, anh không tài nào mà gọi được cho em, sợ em lại có việc gì. Em không sao đâu anh, em mua mấy bộ quần áo mới cho anh đây này. Bà Kim thấy Nguyệt rừng dưng như không thì vô cùng tức giận, bà mắng Nguyệt: Sao cô có thể ngủ quên cơ chứ nhỉ? Cô đã làm hỏng hết kế hoạch của tôi rồi. Nghe thấy bà ta nói vậy thì Nguyệt làm như vô tình hỏi: Kế hoạch gì thế hả mẹ? bà kim biết mình lỡ lời bà đành chống chế thì thì kế hoạch thụ tinh nhân tạo chứ còn gì nữa bao nhiêu bác sĩ phải chờ cô đấy cô có biết không hả nghe bà kim nói thế thì nguyệt mỉm cười có gì đâu hả mẹ hôm nay không làm thì để hôm sau làm đằng nào ba năm nay con cũng đã có gì đâu nhanh chậm một hai hôm là gì cơ chứ mà sao chưa vội con lại thấy mẹ có vẻ vội hơn cả con ấy nhở bà kim tức giận nghiến răng nói cô không vội nhưng tôi vội đấy tôi đang rất mong có cháu bế rồi bình thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội chen vào thôi mẹ hôm nay vợ con lỡ ngủ quên thôi để lần sau làm có gì đâu mà hai người phải căng thẳng với nhau như vậy chứ nguyệt nhẹ nhàng nói thôi được rồi con biết là lỗi của con rồi mà cũng chưa rồi con mời mẹ và anh bình vào đây ăn vậy nhé con hứa lần sau sẽ có mặt đúng giờ ạ nghe nguyệt nói thế thì bà kim cũng đành đồng ý bà tự nhủ rằng nếu mình vội vàng quá đôi khi sẽ để lộ mất kế hoạch bà ta không hề biết rằng đang từng bước đi vào cái bẫy mà nguyệt đang răng sẵn khi tới quán ăn nguyệt lấy lý do đi vệ sinh thế nhưng cô đã bật sẵn chế độ ghi âm và để vào chiếc túi bên cạnh mình cô muốn thử xem khi không có cô ở đó hai mẹ con họ sẽ bàn bạc âm mưu gì Cô tranh thủ lúc mọi người không để ý. Cô lấy ra một thiết bị nghe lén mà sáng ngày hôm nay cô đã đặt mua trên mạng. Cô lên xe của bà Kim để cài. Cô muốn giám sát mọi hành động của bà mẹ chồng độc ác này. Cuộc chiến giữa cô và bà Kim chính thức diễn ra. Ai có thể kiểm soát được hành động của đối phương thì người đó sẽ là người có lợi. Một, Nguyệt yếu đối và ngây thơ đã quyết định đứng lên để chiến đấu với mẹ chồng chiều tối hôm đó nguyệt rủ bình cùng đi dạo đi một lúc bỗng nhiên nguyệt nói anh ạ à, em thấy lo lắng quá em nghĩ rồi nếu có con thì tốt mà nếu không thì hai đứa chúng mình cứ mãi yêu thương nhau là được đúng không anh nguyệt đã cho bình một cơ hội cô muốn thử xem chồng mình có biết quay đầu không bình suy nghĩ một lúc rồi nói nếu không có con cả đời này anh vẫn yêu em anh sẽ ở bên em sống hết cuộc đời này ngày hôm sau bà kim vẫn không từ bỏ ý định bà bảo nguyệt hãy chuẩn bị sức khỏe để đi thực hiện thụ tinh nhân tạo lần hai thế nhưng lần này thì nguyệt lại thẳng từng từ chối con nghĩ lại rồi mẹ ạ con muốn để tự nhiên việc thực hiện thụ tinh nhân tạo sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe trước đây chính mẹ đã bảo con như thế mà mẹ yên tâm lần này con sẽ để mẹ tự nhiên một đứa trẻ tự nhiên chắc chắn khỏe hơn những đứa trẻ được thụ tinh nhân tạo mẹ nhờ bà Kim nghe Nguyệt nói lại như vậy thì đúng những lời trước đây mình đã nói nên á khẩu bà ở đúng vào cái thế há miệng mắc quay tự nhiên bà lại ngọt nhạt với Nguyệt con ơi cố gắng làm thụ tinh nhân tạo tỷ lệ thành công cao mà mẹ lại nhanh có cháu hơn mẹ chờ đợi cũng sốt ruột lắm rồi con ạ Thấy bà Kim vẫn cố gắng theo đuổi kế hoạch của mình, Nguyệt đành chơi bài ngựa với bà ta. Mẹ sốt ruột ạ? À? Thế nhưng bình vô sinh thì làm sao mà con thụ tinh với anh ấy được? Rốt cuộc, mẹ muốn gì đây? Con, con đừng có nói ninh tinh. Con nghe ai nói bình bị vô sinh hả? Bà Kim nghe thấy Nguyệt nói thế thì lập tức nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Nghe ai à? Con đã biết hết kế hoạch của mẹ rồi. Ông Quân đã thú nhận với con tất cả con đã có cuộc ghi âm giữa mẹ và ông ta khi mẹ đang sai ông ta làm thụ tinh nhân tạo cho con nhưng lại dùng tinh trùng của thuần. Nói rồi, Nguyệt bật đoạn ghi âm mà cô thu được trên xe của bà Kim. Ông Quân đấy à? Ông phải chắc chắn rằng không có nhầm lẫn nào trong lần thụ tinh nhân tạo này nghe chưa ông? Ông phải đảm bảo cho con Nguyệt sẽ được thụ tinh bằng tinh trùng của thằng Thuần. Chỉ cần có một sai sót nhỏ thôi, các vị trí giám đốc bệnh viện của ông sẽ được giữ đấy. mày 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 dám cái nghe lén trên xe của tao à? thì đã sao nào ạ? À? đối với tất cả những gì mà bà đã làm với tôi thì như vậy có đáng gì đâu? mày mày không được đi đâu cả, mày phải ở lại đây để kiếm người nối dõi cho gia đình tao. bà Kim dường như sợ Nguyệt bỏ đi nên hét lên một cách thiếu kiểm soát. Nguyệt chỉ cười, cô dường như đang gửi một tin nhắn gì đó cho Bình. cô nói với bà Kim không biết hai người con trai của bà nghe được đoạn hội thoại này thì sẽ ra sao đây nhở bà kim nghe vậy thì hoảng hồn bà vội vàng chạy tới định giật điện thoại của nguyệt nhưng không được bà vội vàng ra xe đi một mạch tới văn phòng công ty bà sợ rằng bình sẽ biết được sự thật này thì sẽ không bao giờ tha thứ cho bà khi bà tới văn phòng bà ngạc nhiên khi thấy bình vẫn bình thường mẹ có việc gì mà trông mẹ hớt hải thế kia À à à không, tại mẹ chợt nhớ ra một việc ở văn phòng nên mẹ tới vội thôi con. Sao mẹ không gọi cho con, con sẽ giúp mẹ mà." Bình vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bà Kim, bà Kim thở phào nhẹ nhõm, chợt điện thoại của bà có tin nhắn, bà mở ra xem thì đó là của Nguyệt. "Mẹ thấy sao, mẹ cũng đừng làm với con như thế đấy." Bà Kim căm lắm, Bình thấy mặt bà Kim thay đổi thì hỏi có việc gì? thế nhưng bà kim vội kiếm cớ rồi bỏ về nhà về tới nhà bà thấy nguyệt đang ngồi ở trong phòng khách bà tức giận đi vào rốt cuộc mày muốn gì làm sao mà bà phải tức giận thế nhở nguyệt vừa cười vừa hỏi bà kim thế nào có phải chính bà là người đã cho tôi uống thuốc tránh thai suốt ba năm qua không bà kim tức giận nói đúng là tao đấy thì đã làm sao kết loại gái quê như mày đâu có xứng đáng trở thành một phần trong cái danh gia vọng tộc này mày phải cảm thấy may mắn khi được bước chân vào hào môn như nhà tao đấy bà đã muốn đuổi cổ tôi thì tôi cũng chẳng cần phải ở lại đây đâu bây giờ mày chưa đi được mày phải sinh cho tao một đứa thừa kế tập đoàn này sau đó mày muốn đi đâu thì đi trước đây bà không muốn tôi có con tại sao bây giờ bà lại vội vàng ép tôi làm thụ tinh nhân tạo như vậy cơ chứ Mày biết rõ rồi còn hỏi tao để làm cái gì? Tao không muốn người khác biết thằng Bình vô sinh. Mày chỉ cần đẻ cho nó một đứa con. Tao hứa, tao sẽ cho mày 5 tỷ để mày đi một nơi khác làm lại cuộc đời. 5 tỷ? Số tiền lớn đấy. Vậy bà chấp nhận để tôi thụ tinh đông lạnh à? Bà không sợ rằng đứa trẻ sinh ra sẽ công cùng huyết thống của gia đình bà sao? Bà Kim nghe Nguyệt nói thế thì bật cười. Ồ, tao tưởng mày biết hết rồi chứ tao đã yêu cầu bác sĩ sử dụng tinh trùng của thuần để làm thụ tinh cho mày vậy đứa cháu đẻ ra vẫn là giống nòi nhà tao mà thằng bình cũng không bị ai phát hiện ra sự thật là nó vô sinh mày thấy tao tính toán thế nào đúng lúc này thì có một tiếng nói vang lên khiến cho bà kim tắt ngấm nụ cười tại sao tại sao mẹ lại có thể nghĩ ra một việc như thế được cơ chứ bà kim nghe thấy tiếng nói thì giật bắn người người vừa nói chính là thuần thì ra tất cả đã nằm trong sự tính toán của nguyệt trong khi bà kim tới công ty cô đã gọi cho thuần về nhà cô yêu cầu thuần nấp vào trong phòng khách để nghe đoạn hội thoại của cô với bà kim bà kim thấy vậy thì vô cùng lo lắng bà vội giải thích với con trai con con ơi con nghe mẹ nói này mẹ đưa con chi đi khám bác sĩ nói rằng nó không thể mang thai được nữa con ạ à. chính vì thế mà mà mẹ mới phải nghĩ ra cái cách này đấy mẹ con không thể nghĩ được rằng mẹ lại có thể làm ra cái việc như thế này mẹ có nghĩ tới cảm xúc của con và anh con không hả mẹ im mồm nếu như tất cả mọi người đều biết thì càng không được cho thằng bình biết chuyện này quá muộn rồi bà à nguyệt nói và giơ chiếc điện thoại lên trước mặt bà kim thì ra ngay từ đầu cuộc nói chuyện giữa cô và bà kim cô đã gọi điện cho bình và để trên mặt bàn bà Kim vì không để ý đã rơi vào bẫy của cô. Tôi nghĩ rằng tôi đã diễn hết vai diễn ở trong cái nhà này rồi. Tôi xin lỗi bà, bà hãy kiếm một người khác để duy trì nòi giống cho nhà bà đi. Nói rồi, Nguyệt bước ra khỏi nhà bà Kim. Thuận rất buồn, anh không thể chấp nhận được sự thật này. Anh buồn bã đi ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng kêu gọi của bà Kim. Thuần vừa lái xe, vừa nhấc điện thoại gọi cho Chi. Chi, anh đã biết tất cả sự thật rồi anh không hiểu tại sao mẹ lại có thể đối xử với chị nguyệt như vậy anh không còn nhận ra người mẹ hiền từ của anh nữa anh không thể ngờ rằng mẹ lại lợi dụng em như vậy anh mong em hãy tha thứ cho mẹ và anh anh đừng có buồn tất cả là do mẹ thôi anh đừng có suy nghĩ nhiều quá anh nghĩ rằng mình cần thời gian để tĩnh trí lại em chuẩn bị đồ đi anh sẽ đón em ra sân bay Chúng mình sẽ đi nước ngoài một thời gian. Vâng, đợi em một chút để em chuẩn bị. Đúng lúc này, một người lái xe máy tạt đầu chiếc xe của Thuần, đang do buồn nên Thuần không phản ứng kịp, anh vội đánh lái, chiếc ô tô lao sang làn trái đường đâm thẳng vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Chỉ nghe tiếng va chạm mạnh, cô tuột tay đánh rơi chiếc điện thoại. Cô hoảng loạn gào thét trong điện thoại nhưng không có ai đáp lời cô. Thuần nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện. Cả gia đình vội vàng lao tới viện để xem tình hình của anh. Thế nhưng khi mọi người tới, bác sĩ chỉ lắc đầu. Anh ấy bị đâm trực diện. Chúng tôi đã cố gắng. Nhưng... Thôi, mọi người hãy tranh thủ vào nói với anh ấy những lời cuối đi. Bình và bà Kim không thể tin vào điều này. Chi gần như gã quỷ. Bình vội vàng dìu Chi vào trong phòng. Thuần nằm trên giường bệnh. Anh nhìn mọi người với ánh mắt mệt mỏi. Anh lấy hết sức mình rồi nói. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Hãy, hãy thay con chăm sóc chi. Cô ấy đã quá khổ rồi. Mẹ nghe con, đừng làm việc ác nữa. Nói hết câu thì anh cũng chút hơi thở cuối cùng. Chi thế vậy thì khóc ngất lên. Bình ôm đầu, ngồi bệt trên sàn nhà. Bà Kim thì gào khóc đẫm lệ. Bà là người gây ác, tại sao Thuần lại là người chịu báo ứng cơ chứ? Bà khóc nức lên từng nhịp, từ một gia đình hạnh phúc êm ấm, bây giờ thì con trai cả, hôn nhân tan vỡ, con trai thứ hai thì từ giã cõi đời. Dường như ông trời đang cướp đi hết của bà. Nguyệt nghe tin Thuần mất thì cô bật khóc, cô rất thương Thuần. Anh đúng như cái tên của mình, một người đơn thuần và tốt bụng. Anh cũng là người duy nhất trong căn nhà đó, không lừa gạt cô ngày tổ chức lễ tang cho thuần nguyệt bất ngờ xuất hiện khiến cho bình và chi rất ngạc nhiên duy chỉ có bà kim là đang nhìn nguyệt bằng ánh mắt sát nhân bà đổ tất cả những việc nguyên nhân này lên đầu của nguyệt nếu như nguyệt không trở thành con dâu nhà bà thì bà sẽ không phải chịu những đau khổ như thế này nguyệt tới gần chi cô nhẹ nhàng khuyên em em người đi thì cũng đã đi rồi em hãy nén bi thương lại mà tiếp tục sống nhé phải mạnh mẽ lên em ạ à. nghe nguyệt nói như vậy thì chi khóc nức lên cô lao vào vòng tay của nguyệt mà khóc nguyệt nhẹ nhàng đỡ lấy chi cô đi lên thắp cho thuần một nén nhang cô khẽ rơi lệ cô thật sự thương xót người em chồng này của mình sau khi thắp nhang cho thuần xong cô lạnh lùng quay đi ra khỏi lễ tang mà không thèm qua chào bà kim và bình bình thấy nguyệt bỏ đi thì vội vàng đuổi theo Thế nhưng, Nguyệt đã lên một chiếc xe taxi và đi mất từ bao giờ. Sau đám tang, tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng bà Kim, trên mặt đất là tấm ảnh gia đình chụp chung với nhau cùng với những mảnh kính vỡ. Bà Kim nghiến răng nghiến lợi gọi trợ lý của mình. "Nghe đây, tôi không cần biết anh làm cách gì và mất bao nhiêu tiền, nhưng tôi cần anh lôi con Nguyệt về đây cho tôi. Tôi không thể nó ra đi một cách đơn giản như vậy." sau tất cả những gì mà nó đã gây ra cho gia đình tôi được thưa bà tôi đã rõ ở một quán cà phê gần công ty bà trinh mẹ của nguyệt đang ngồi đối diện với bình con nói đi sự việc giữa nguyệt và mẹ con là sao tại sao bà ấy lại có thể làm ra những việc như thế con con xin lỗi mẹ là do con đã không bảo vệ được cho nguyệt con xin mẹ hãy khuyên nguyệt trở về bên con đi con xin cam đoan chỉ cần Nguyệt về với con, con sẽ dọn ngay ra khỏi căn nhà đó, không để Nguyệt phải sống chung với mẹ con nữa đâu ạ. À. Con sẽ cho Nguyệt một cuộc sống mới ạ. À. ở nhà của Nguyệt, một nhóm người bậm trợn tới nhà cô, chúng không nói không rằng lao vào nhà đập phá đồ đạc của Nguyệt. chúng định lôi cô đi bằng được, chẳng hiểu sao lúc đó Tùng lại đi ngang qua, anh thấy như vậy thì lập tức lao vào chắn giữa Nguyệt và bọn côn đồ. anh ngăn cản không cho bọn chúng lôi nguyệt đi một tên côn đồ cầm gậy nện thẳng vào anh rất may tùng đã giơ tay chắn đỡ để đỡ được cú đánh ác ý lúc này thì hàng xóm cũng đã báo công an nghe tiếng còi xe công an bọn côn đồ vội vàng bỏ chạy để mặc nguyệt và tùng trong căn nhà của nguyệt nguyệt vội vàng đưa tùng đến bệnh viện rất may là cú đánh không đủ mạnh nên tùng không bị gãy tay tùng khuyên nguyệt hãy bỏ đi tới một nơi khác để tránh những phiền phức không đáng có nguyệt cảm ơn tùng nhưng cô vẫn còn mẹ ở đây thì làm sao mà đi được cô trở về thì thấy bà trinh đang đợi cô ở nhà bà trinh khuyên cô con bình nó đã nói với mẹ rằng con hãy về với nó đi nó sẽ đưa con rời khỏi đây để đến một nơi khác làm lại cuộc đời nguyệt nghe mẹ nói vậy thì bật khóc cô kể cho mẹ nghe tất cả những việc mà bà kim đã làm với mình trong suốt mấy năm nay nghe nguyệt kể mà bà trinh không thể tin được vào tai của mình nghe lập tức bà dắt theo trinh tới văn phòng tìm gặp bà kim bà kim nhìn thấy bà trinh cùng nguyệt tới thì khinh khỉnh bà trinh lập tức hỏi bà kim tại sao tại sao bà lại có thể đối xử với con gái tôi như thế ngày cưới bà đã hứa hẹn như thế nào hả tại sao à xuất thân thấp hèn của nó được bước vào ngưỡng cửa nhà tôi là phúc ba đời rồi đấy. Cái thứ rác rưởi tôi đối xử như thế nào mà chẳng được chứ. Nghe bà Kim nói con gái mình như vậy thì bà Trinh không kìm được tức giận lao tới tính sổ với bà ta. Bà Kim nhanh tay lấy ngay cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt bà Trinh khiến cho bà Trinh bất ngờ. Bình nghe mẹ vợ và vợ tới gặp thì cũng biết việc chẳng lành. Anh vội vàng tới phòng bà Kim thì thấy đúng lúc bà Kim hất nước vào mặt bà Trinh Nguyệt thấy vậy thì vô cùng tức giận, cô vội đỡ lấy mẹ mình. Cô thấy Bình tới, cầm cốc nước, hắt thẳng vào mặt Bình. Bà đối xử với mẹ tôi như thế nào thì tôi sẽ đối xử với con trai của bà như vậy. Bà đừng có khinh người quá đáng. Nói rồi cô đỡ mẹ đi ra thẳng khỏi phòng của bà Kim. Bình nhìn mẹ mình một cách bất lực. Mọi cố gắng của anh như đổ sông đổ biển. Bà Kim tức giận đứng dậy. Bà đi tới nhà của bạn mình là bà Hằng. Khi tới đây chơi, bất ngờ bà phát hiện ra một tấm ảnh mà bà hằng để trên bàn làm việc trong bức ảnh đó chính là mẹ của nguyệt bà kim tò mò hỏi chị hằng chị có quen người này à ừ đây là bạn của chị ngày xưa bà ấy tên là vân bà kim rất ngạc nhiên tại sao bà trinh lại có tên là vân chị à đây thực sự là bạn của chị sao sao vậy em em có quen cô ta à Bà Hằng giật mình hỏi bà Kim. À không, em chỉ hỏi vậy thôi ạ. À. Tại em thấy chị hay nhìn tấm ảnh này. Chị muốn tìm cô ta à? Ừ, chị muốn tìm cô ấy. Cô ấy có liên quan tới đứa con gái mà chị đã thất lạc bấy lâu. Thật vậy ạ? À? Bà Kim hỏi với giọng kinh ngạc. Chẳng lẽ Nguyệt chính là con gái của bà Hằng, một trong những bà trùm lĩnh vực xuất nhập khẩu sao? Mặc dù trong đầu nảy ra suy đoán không thể tưởng tượng nổi đó, nhưng bà kim rất nhanh giữ bình tĩnh bà ta lấy cớ ra về rồi sai trợ lý của mình đi tìm hiểu và điều tra xem trước đây mẹ của nguyệt và người con gái tên vân đó có quan hệ gì rất nhanh trợ lý của bà ta đã thông báo cho bà ta biết rằng bà trinh và người con gái năm đó tên vân thực sự là một người bà kim lại nhớ tới bà hằng chị à em hỏi thật về việc con gái của chị ấy mà năm đó ra làm sao vậy à chị bà hằng nghe bà kim hỏi thì thở dài lấy ra một tờ báo cũ kỹ trên đó đăng tin tìm một đứa bé gái đã thất lạc từ nhiều năm trước bà kim thấy vậy thì nói chị cho em mượn ạ à. em sẽ nhờ người của em tìm kiếm thông tin cho chị biết đâu đấy lại tìm được cháu về thì sao ừ vậy em giúp chị nhé bà hằng nghĩ rằng bà kim chỉ nói vậy thôi chứ đã bao năm qua bà tìm kiếm đâu có thông tin gì về con gái của bà đâu bà kim sau khi rời khỏi nhà bà Hằng thì lập tức bảo tài xế đưa bà về tới nhà của Nguyệt. Bà Trinh khi thấy bà Kim bà đang định đuổi khỏi bà Kim ra khỏi nhà thì bà Kim đã nói: "Tôi phải gọi bà Trinh hay phải gọi là bà Vân mới đúng đây?" Bà Trinh nghe vậy thì sững người. "Bà, bà nói cái gì vậy? Tôi không hiểu bà đang nói lung tung cái gì đấy." "Lung tung à?" Bà Kim vừa nói vừa giơ tờ báo tìm người cũ kỹ trước mặt bà Trinh. Bà Trinh thấy vậy thì bật khóc, bà vội quỳ xuống chân bà Kim rồi nói. Tôi xin chị, tôi xin chị đừng nói việc này cho cái Nguyệt nó biết. Bà Kim đang hả hê thì đúng lúc này Nguyệt đi về nhà. Cô thấy mẹ mình đang quỳ dưới chân của bà Kim thì vô cùng tức giận. Cô vội chạy đến nâng mẹ dậy và quát vào mặt bà Kim. Bà, bà còn tới đây để làm cái gì? Bà đừng hòng bắt nạt mẹ tôi. Mẹ, ai là mẹ của cô? Bà Kim cười lớn rồi nói. Nguyệt không hiểu gì hỏi lại. Bà nói cái gì cô? Ở đây, chẳng có ai là mẹ của cô cả, cô hiểu chứ? Bà Kim nói với giọng hách dịch, nghe vậy thì Nguyệt thực sự không hiểu gì cả. Trong khi đó mẹ cô thì vẫn đang ngồi khóc. Để tôi xem, tình cảm của mẹ con các người còn đẹp tới bao giờ nữa? Bà Kim vừa nói, vừa cầm cốc nước trên mặt bàn, từ từ đổ vào đầu của bà Trinh. Bà Trinh vẫn ngồi đó khóc, mà kệ cho bà Kim đổ nước nguyệt nhìn thấy vậy thì không chấp nhận được cô lao tới gạt tay của bà kim ra bà làm cái gì vậy hả sao bà lại đối xử với mẹ tôi như thế nhìn thấy nguyệt đau khổ bà kim cười sung sướng bà ta cứ thế bước ra khỏi nhà nguyệt một cách ngạo nghễ bà kim ngồi trên xe tự cười một mình bà ta rất mong chờ cái ngày mà nguyệt gặp mẹ ruột nhưng cả hai lại không thể nhận nhau ở phía bên này bà hằng cũng thông báo cùng với gia đình về việc đứa con gái thất lạc của mình mọi người trong gia đình trách bà tại sao không chia sẻ thông tin để mọi người cùng tìm kiếm người con gái đó trong khi mọi người trong gia đình lo lắng tìm cách để kiếm lại đứa con thất lạc cho bà hằng thì hân bạn của chi cũng là con gái của bà hằng lại không như vậy cô ta không muốn chấp nhận sự thật mình có một người chị gái thất lạc cô ta cũng không muốn chia sẻ người mẹ mà mình yêu thương với bất cứ ai hân đang đi trên vỉa hè thì bỗng có một chiếc ô tô từ từ chạy tới gần cô tấm cửa kính từ từ hạ xuống chính là bà kim đang ngồi trong xe hân phải hân không ơ ờ, bác kim ạ à? hân ngạc nhiên khi thấy bà kim cháu đi đâu thế này dạ dạ cháu đang đi bộ thôi ạ à? lên xe đi bác chở cháu đi một đoạn khi lên xe hân ngây thơ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra cho bà kim bà thấy vậy chỉ cười bà nói với hân thực sự bác biết ai là người chị thất lạc của cháu đấy thật sao ạ bác thực sự biết chị ta ở đâu ạ bà kim cười bà ta đưa cho hân chiếc lược có dính tóc của nguyệt ở nhà bác đang định đưa nó đi để làm xét nghiệm adn nếu cháu không tin thì cháu có thể thử Cháu không tin đâu, để cháu thử." Hân không tin rằng có sự trùng hợp như vậy, chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Hân cầm theo chiếc lược mà bà Kim đưa cho mình đi vào trong. Bà Kim ngồi trong xe cười rồi nghĩ, "Cô dám cắt đứt quan hệ với Bình à? Dám nằm nó đau khổ à? Tất cả chưa kết thúc đâu Nguyệt ạ, à? rồi tôi sẽ khiến cô phải đau khổ gấp trăm lần." Cô cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay mà Hân không thể nào tin được kết quả trùng khớp tới 100%, cô ta hoàn toàn suy sụp. Cô vội nhấc máy gọi cho bà Kim để hỏi người con gái đó là ai. Khi nghe thấy bà Kim nói rằng đó chính là Nguyệt thì cô lại càng tức giận. Cô nhớ thái độ mà Tùng dành cho Nguyệt ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô không muốn Nguyệt vừa cướp cả người mẹ thân yêu của mình lại cướp luôn cả người mà mình đang thầm yêu mến. Cô vội vàng cầu xin bà Kim đừng nói sự thật cho mẹ mình. Sao bác có thể làm như thế được chứ? Chẳng lẽ bác lại lừa dối mẹ cháu à? Cháu, cháu xin bác đi ạ. À? Trước mắt, bác cứ tạm giữ kín cho cháu với. Khi tới thời điểm thích hợp, thì cháu sẽ nói với mẹ cháu ạ. À? Cháu làm như thế này khiến bác khó xử quá. Cháu cũng biết mẹ cháu rất mong có tin tức về chị của cháu cơ mà. Cháu xin bác đi ạ. À? Tới lúc thích hợp, cháu muốn chính cháu là người nói cho mẹ cháu biết ạ. À? Thôi được rồi, nhưng bác không thể giữ kín lâu được đâu đấy vâng cháu cảm ơn bác nhiều ạ hân không hề biết rằng chính mình đang rơi vào cái bẫy mà bà kim răng ra mặt khác bà kim lại gọi điện cho bà trinh bà nghe này tôi sẽ giúp bà giữ kín toàn bộ việc nguyệt không phải là con gái của bà tất nhiên tôi phải có cái gì đó để nói với mẹ đẻ của nó rằng là nó đã chết chứ tôi tôi còn giữ quần áo hồi nhỏ của con bé ạ được, vậy bà hãy mang nó tới đây cho tôi, tôi sẽ giúp bà." Bà Trinh nghe thấy bà Kim nói vậy thì vội vàng mang theo bọc quần áo đưa cho bà Kim. Bà Kim cầm bọc quần áo cũ của Nguyệt trên tay mỉm cười. Bà Trinh thở phào, dường như chút được một gánh nặng trong lòng. Bà Kim mang theo đống quần áo cũ tới gặp bà Hằng. "Chị Hằng, em có chuyện này muốn nói với chị." "Có việc gì thế hả em?" "Em đã nhờ thám tử điều tra điều tra được bạn tên vân của chị đấy nhưng bà ta đã qua đời mấy năm trước rồi em có cho dò hỏi tung tích đứa bé thì hay tin bà vân đã đem đứa bé đi cho một gia đình nhà giàu hiếm con em chỉ thấy có chỗ quần áo này thôi chị xem có phải là của cháu nó không khi bà hằng nhìn thấy chỗ quần áo bà giật mình đúng là những bộ quần áo trước đây bà đã mua cho con của bà bà bật khóc không nên lời tay nắm chặt bộ quần áo cũ kỹ thấy bà hằng khóc lóc thảm thiết bà kim ra vẻ tốt bụng khuyên can thôi chị đừng quá đau lòng chị ạ em nghĩ rằng cháu nó bây giờ cũng đang ở trong một nhà rất tốt rồi có khi cháu nó cũng lấy chồng và thành mẹ rồi ấy chứ chị chị đừng quá đau buồn nữa ừ chị cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm trở về nhà với tâm trạng suy sụp bà Hằng nói với mọi người hãy từ bỏ ý định tìm đứa con gái thất lạc của bà. Hân nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng mẹ cô rất mong ngóng tìm lại được người chị của mình. Vậy tại sao mẹ lại không đi tìm nữa? Hân hỏi trợ lý của mẹ thì biết được chiều nay bà Kim có cầm theo một cái bọc tới văn phòng của mẹ cô. Sau đó thì bà trở về với tâm trạng nặng nề như vậy. Hân nghe vậy thì đã đoán được phần nào. Cô gọi điện cho bà Kim bác kia mà bác đã nói gì với mẹ cháu thế tại sao mẹ cháu lại không muốn tìm chị cháu nữa thế mày thật sự mong muốn bà ấy sẽ tìm được cái nguyệt à bác đã nói giúp mày chôn giấu sự thật rồi mày lại muốn đào nó lên à sự việc giờ chỉ có bác với mày biết thôi mày muốn giữ mẹ cho riêng mình thì tốt nhất nên ngậm cái miệng lại hiểu chứ nếu bây giờ mà mẹ mày biết là mày biết chị mày là ai mà không nói với bà ấy Mày thử nghĩ xem, bà ấy sẽ đối xử ra sao với mày? Nếu là bác ấy, thì chắc chắn bác sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Nghĩ kỹ đi cháu nhá. Hận nghe bà Kim đe dọa như thế thì cũng nghĩ là thật. Cô sợ hãi không dám nói với mẹ. Bà Kim thì khẽ cười. Bà ta làm như thế để vừa hành hạ được Nguyệt mà lại lôi được cả Hân vào cuộc nhỡ may một ngày nào đó sự việc bị bại lộ bà ta hoàn toàn có thể đẩy hết trách nhiệm lên đầu của hân hân cúp máy và lo sợ những gì bà kim nói thực sự khiến cô phải suy nghĩ rõ ràng nếu mẹ tìm lại được chị nguyệt thì mẹ sẽ phải lo bù đắp tất cả cho chị ta mà nếu mẹ biết mình biết việc này mà không nói thì chắc chắn mẹ sẽ trách mắng mình cô vẫn không hề biết mình chỉ là một con cờ trong tay của bà kim lo sợ hân vội xé ngay tờ kết quả xét nghiệm adn rồi đốt nó đi cô thầm nhủ rằng mình sẽ phải mang theo bí mật này xuống mồ bình đang đợi nguyệt trước cửa nhà khi thấy nguyệt về anh vội vàng đi tới chỗ nguyệt rồi nói nguyệt à anh đã mua một căn biệt thự mới em hãy quay về với anh đi anh và em sẽ chuyển qua đó sống chúng mình sẽ không ai làm phiền nữa em ở đây phiền mẹ, phiền bà đấy. Cảm ơn anh, nhưng tôi thấy tôi ở nhà tôi vẫn thoải mái hơn. Thoải mái hơn á, hay là ở đây để làm quen với người đàn ông khác hơn? Anh nói thế mà nghe được à? Tôi thực sự thất vọng về anh đấy Bình ạ." À. Nguyệt đẩy Bình ra rồi đi vào nhà, Bình quá thất vọng vì không thể thuyết phục được Nguyệt nên lại đi uống rượu. Anh vừa uống rượu vừa khóc một mình như một đứa trẻ. Khi về nhà, bà kim mở cửa cho anh con sao con lại thế này con đi uống rượu ở đâu vậy mẹ quan tâm con để làm cái gì chính mẹ chính mẹ đã làm con mất tất cả rồi sao mày lại nói thế mẹ bây giờ chỉ có một mình mày thôi mẹ không thương mày thì mẹ thương ai hả bình bình nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường anh khóc lóc thả rằng con không có người mẹ như mẹ còn hơn nói rồi bình trèo lên nhấc lấy tấm ảnh và mang về phòng ngủ anh vừa ôm tấm ảnh vừa ngủ vừa khóc bà kim thấy thế thì tức lắm bà chỉ hận không thể đánh cho bình tỉnh ra nguyệt cuối cùng cũng đã xin vào công ty để làm thật bất ngờ khi công ty này lại là công ty của bà hằng nguyệt cũng không biết đây là công ty của bà hằng và bà hằng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nguyệt cũng chỉ được tiếp xúc với giám đốc chứ chưa được gặp chủ tịch bao giờ hôm đó bà trinh tới công ty để đón nguyệt bà rất bất ngờ khi nhìn thấy bà hằng bà vội vàng quay lưng để trốn đi bà không dám đối diện với bà hằng vì sợ bị bà hằng nhận ra nguyệt khi này vừa xuống thang máy cô đi lướt qua bà hằng cô nhìn thấy mẹ thì gọi to mẹ ơi con ở đây này thế nhưng bà trinh quay lưng bỏ đi mặc cho nguyệt vội vã đuổi theo nghe thấy tiếng nguyệt gọi mẹ chẳng hiểu sao linh tính khiến cho bà hằng quay lại bà chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của nguyệt đuổi theo mẹ mình bà nghĩ rằng chắc do mình quá nhớ con gái đâm ra bị ám ảnh bà khẽ lắc đầu rồi lên gặp giám đốc công ty khi nguyệt đuổi kịp được bà trinh thì cũng ở khá xa công ty rồi mẹ sao mẹ lại bỏ đi ạ à? mẹ không nghe con gọi à cái con này tao có điếc đâu Thế nhưng mày nhếch nhác thế này, công ty mày thì lớn? Mẹ phải giữ hình ảnh cho mày chứ. Mẹ cứ lắm chuyện, công ty đi làm, họ quan tâm tới năng lực của con, chứ họ có quan tâm gì tới gia thế của con đâu ạ? À? Thôi được rồi, đi về thôi, mẹ đã nấu canh riêu để sẵn rồi đấy. Hay quá, hôm nay mẹ nấu canh riêu à? Con thèm món đó đã lâu lắm rồi. Mà mẹ này, con được giám đốc rất ưng đấy chị ấy bảo sẽ giới thiệu con với chủ tịch của công ty đấy mẹ ạ nghe đâu cô ấy hình như tên là hằng hay sao ấy nghe thấy nguyệt sắp nói được giới thiệu với bà hằng thì bà trinh giật mình bà sợ rằng nếu nguyệt gặp bà hằng hai mẹ con họ sẽ nhận ra nhau thì làm sao thấy mẹ sững ra một lúc nguyệt lấy làm lạ rồi hỏi mẹ mẹ sao thế ạ mẹ mệt à à à không mẹ không sao đâu con Tại mẹ hơi mệt một chút thôi. Sau bữa cơm, bà Trinh dường như hiểu ra vấn đề, sáng hôm sau bà vội vàng đi tới công ty của bà Kim. Nguyệt thấy mẹ có vẻ vội vàng, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại vội như thế. Tò mò, cô đi theo mẹ xem rốt cuộc mẹ mình đã đi đâu. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy mẹ mình lại tới công ty của bà Kim. Bà Trinh đi vào công ty, bà chẳng thông báo gì, mặc kệ cô thư ký cứ vội vàng đuổi theo phía sau bà xông thẳng vào phòng của bà kim có phải bà đã biết tất cả trước khi bà tới nhà chúng tôi đúng không biết gì có bà nói gì tôi không hiểu bà kim giả bộ như vô tội bà biết mẹ đẻ của con bé nhưng tại sao bà lại đồng ý để giúp tôi ôi tôi thương bà tôi cũng có con nên tôi hiểu mà rõ ràng là tôi đã giúp bà giấu đi sự thật tại sao tại sao bà lại qua mắng tôi thế là sao nhỉ Tôi thừa biết con người của bà như thế nào. Tôi nói cho bà biết, nếu có bất cứ ý đồ gì xấu với cái Nguyệt thì bà phải bước qua xác của tôi, bà rõ chưa? Để rồi xem, sẽ có ngày bà phải quỳ xuống dưới chân tôi để xin tôi giúp đỡ đế bà Trinh ạ. À. à, hay là tôi phải gọi bà là bà Vân nhỉ? Nghe bà Kim nói vậy thì bà Trinh bực dọc đi về, bà không để ý con gái của mình đang đứng từ xa nhìn vào công ty Nguyệt thấy bà Trinh tức giận đi ra khỏi công ty thì cũng lạ lắm. Thế nhưng cô không tiện ra hỏi mẹ ngay lúc này. Đến ngày sinh nhật của Nguyệt, Bình đặt một bó hoa thật to, anh mang đến tận nơi mà Nguyệt đang làm việc. Mọi người ai đi qua nhìn thấy Bình và bó hoa cũng đều suýt xoa. Không biết ai may mắn nhận được bó hoa này. Anh, anh tới đây để làm cái gì? Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn tặng em bó hoa này bình nói với giọng tha thiết thôi tôi xin anh tôi xuất thân thấp kém không xứng với những thứ lãng mạn xa hoa như thế này đâu anh hãy mang về mà tặng cho mẹ anh ấy em em đừng có nói như vậy mà khi đó mẹ nóng nên nói thế thôi với anh em là tất cả nguyệt ạ à. thôi tôi xin anh nếu thật sự anh yêu tôi thì anh hãy giải thoát cho tôi đi nếu anh tiếp tục bám đuổi tôi như thế này thì nghiệp duyên của tôi và mẹ anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể kết thúc được đâu. Sau đó, Nguyệt gọi bảo vệ của tòa nhà lên để tiễn bình ra ngoài. Lúc này, vô tình Tùng cũng đi ngang qua. Tùng là trưởng phòng của công ty bà Hằng, cũng đang là cấp trên của Nguyệt. Chính Tùng là người đã giới thiệu Nguyệt vào đây làm. Khi thấy Tùng, máu ghen của Bình nổi lên. Anh ta vẫn nhớ cái buổi đầu mà Tùng gặp Nguyệt. Anh ta nghĩ rằng Việc Nguyệt đuổi mình ra khỏi đây là vì ở đây có Tùng, Nguyệt không muốn cho Tùng thấy mình đang tới đây. Máu ghen nổi lên, không nói không rằng Bình lao vào đánh Tùng, Tùng không kịp đề phòng nên bị Bình đấm cho một cú trời giáng. Bảo vệ thế vậy thì vội vàng khóa tay của Bình và đuổi ra khỏi tòa nhà, mặc cho Bình gào thét chửi bới. Nguyệt thấy vậy thì vội vàng chạy tới xem Tùng có sao không. Anh Tùng, anh có sao không ạ? Em xin lỗi chắc vì tại em mà bình chút giận sang anh đấy anh mau lấy khăn này mà lau mũi đi ạ tùng khẽ cầm lấy chiếc khăn tay của nguyệt thực ra từ ngày đầu gặp nguyệt khi cô bị cướp túi tùng đã thích cô rồi rồi tới hôm gặp cô trong bữa cơm cùng hân thế nhưng thời điểm đó nguyệt đang là gái có chồng anh không tiện tiến tới nay thấy vợ chồng của nguyệt có mâu thuẫn anh nghĩ rằng đây là một thời điểm tốt cho mình anh cầm chiếc khăn tay của nguyệt mà không lỡ lau vết máu trên mặt nguyệt vội nhắc tùng anh sao thế ạ à? anh mau lau đi chứ ạ à? không anh không nỡ làm bẩn nó em ạ à. tùng quay lên nhìn nguyệt bốn ánh mắt nhìn nhau khiến nguyệt ngại ngùng cô vội đứng dậy rồi bỏ đi vào trong phòng bình về tới nhà anh đã khá say anh thấy bà kim thì gây chuyện với bà kim tất cả là tại mẹ chính mẹ đối xử với nguyệt như vậy nên bây giờ cô ấy không thèm quan tâm tới con nữa còn ước gì mẹ không phải là mẹ của con thì con còn sướng hơn con nói gì thế hả bình con có suy nghĩ những gì mà mình đang nói không bình cay đắng nặng nề lây người về phòng rồi đi ngủ mặc cho bà kim hỏi han anh đóng chặt cửa phòng thực sự không muốn nói chuyện với mẹ nữa bà trinh đang vui vẻ đi chợ bà muốn rằng hôm nay là sinh nhật của nguyệt nên bà sẽ nấu những món ăn mà cô thích nhất trong lúc đi chợ vô tình bà nhìn thấy một bà lão khi nhận ra bà lão này thì bà trinh đã vô cùng hoảng hốt bà ta chính là bà nội của hân bà nội của hân chỉ liếc mắt đã nhận ra bà trinh chính là vân ngày đó bà nội của hân đuổi theo bà trinh chính là vân ngày đó bà nội của hân đuổi theo bà trinh vừa đuổi vừa gọi vân ơi vân Nghe thấy người gọi tên cũ của mình, bà Trinh giật mình, phản ứng đầu tiên của bà là bỏ chạy. Bà nội của Hân đuổi theo, nhưng do bà Trinh thì trẻ hơn nên đã bỏ chạy mất. Bà nội của Hân đứng ở cổng chợ nhìn mà thở dài. Trong lúc đó, bà Trinh lo lắng, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau. Bà không để ý tới một chiếc xe ô tô đang chạy tới phía trước. Một tiếng két vang lên, bà Trinh ngã ra giữa đường, bà nội của hân khi về nhà gặp bà hằng thì nói hằng ơi hôm nay mẹ đi chợ mẹ thấy một người giống hệt con vân con ạ sao ạ mẹ bảo sao ạ mẹ thấy vân à đúng tuy mẹ già rồi nhưng mẹ chắc chắn đó là cái vân mẹ đã đuổi theo nó thế nhưng nó nhảy nhanh quá mẹ không đuổi kịp con ạ nghe bà nội hân nói như vậy thì bà hằng bỗng nhiên cảm thấy bàng hoàng bà vội vàng Gọi ngay cho bà Kim. Em à, em có chắc là cái người hôm trước chị nhờ em đi tìm đã chết rồi không? Dạ, em thấy thám tử báo về như thế mà chị. Hôm nay mẹ chị đi chợ, mẹ chị vô tình thấy bà Vân. Em hãy hỏi lại thám tử xem có chắc chắn không giúp chị nhé. Ôi chị ơi, bà cụ già rồi, chị em mình nhiều khi còn nhìn lầm nữa là bà cụ nhưng được rồi em sẽ hỏi lại thám tử một cách thật chắc chắn cho chị yên tâm ạ ừ chị cảm ơn em nhiều lắm bà hằng khẩn thiết đáp lời bà hằng không hề biết rằng chính người mà bà đang tin tưởng giao phó nhiệm vụ tìm kiếm con lại là người đang cố gắng ngăn trở cho hai mẹ con bà gặp lại nhau bà kim kiểm tra thì nhận được tin của bà trinh đã vào viện do tai nạn ô tô rất may là chiếc xe đi không nhanh nên bà kim không bị gì quá nặng chẳng qua là bị sốc nên bà ta bị ngất đi và phải vào viện theo dõi. Bà Kim ngay lập tức vào viện nơi bà Trinh đang nằm. Bà Trinh vừa dậy giật mình thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường bệnh. Bà nhìn quanh thì thấy tài xế ô tô đang ngồi đợi mình. Ôi cô tỉnh rồi đấy hả? À? Cô làm cháu sợ quá. Sao cô đi đường không nhìn mà lại chạy như ma đuổi thế hả? À? Đây đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cô va vào xe của cháu rồi ngất đi. Cháu lo cô có việc gì nên đưa cô vào đây đi ạ. Cháu thấy có con gái cô gọi điện tới cho cô, cháu đã thông báo tình hình của cô rồi ạ. Chắc chỉ một lúc nữa là cô ấy tới đây thôi ạ. Vậy à. Cô cảm ơn cháu, cô xin lỗi vì đã làm phiền cháu nhé. Dạ, không sao cô ạ. Nếu cô ổn rồi, không có vấn đề gì thì cháu xin phép đi ạ. Ừ, cháu cứ đi đi. Tội nghiệp cháu làm cháu mất cả ngày công. Anh tài xế vừa ra khỏi phòng, bà Kim cũng xuất hiện trước cửa phòng của bà Trinh. Bà Trinh đang bẩn thần ngồi nhớ lại cái cảnh bà nội của Hân đuổi theo mình thì cánh cửa phòng mở ra. Bà Kim bước vào, mắng xối xả. Bà quả thật là ngu ngốc, tôi đã làm mọi cách để giấu đi rồi. Tại sao bà lại để cho mẹ chồng của bà Hằng phát hiện ra chứ? Tôi... tôi... tôi xin lỗi tôi định bụng hôm nay sẽ nấu một bữa cơm thật ngon nhân ngày sinh nhật của cái nguyệt mà tôi cũng vô tình gặp phải bà ta chứ có phải tôi cố ý tới gần nhà bà ta đâu bà định như thế nào bây giờ bà hằng yêu cầu tôi phải tìm được bà bà ta cũng cho rất nhiều người đang truy lùng bà đấy tôi tôi van xin bà bà hãy che giấu giúp tôi bà đừng để cái nguyệt và mẹ của nó nhận nhau tôi tôi sẽ đưa nó vào miền nam chúng tôi sẽ đi thật xa khỏi nơi này khi này nguyệt cũng vừa tới bệnh viện cô vừa bước tới cửa phòng thì thấy mẹ mình đang khóc còn bà kim thì đang đứng ở đó với ánh mắt độc ác cô vội bước vào bà đến đây để làm cái gì ở đây chúng tôi không hoan nghênh bà đâu bà đừng có tới đây để làm khổ mẹ con tôi nữa bà mau cút khỏi đây đi ôi chà cứng họng quá nhở được cút thì cút thật đáng thương chả mấy khi ở đời lại có kẻ nhận giặc làm cha bà trinh nghe câu đó của bà kim thì tái cả mặt đợi bà kim đi rồi nguyệt quay sang hỏi mẹ 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 có làm sao không ạ à? sao bà ta lại vào đây bà ta lại định làm khó gì mẹ à nguyệt nguyệt à hay là hay hai mẹ con mình đi khỏi đây đi vào miền nam chẳng hạn mẹ không muốn sống lại ở cái mảnh đất thị phi này nữa đâu Sao mình phải đi hả mẹ? Chính họ mới là những người gây chuyện. Chúng ta cây ngay không chợ chết đứng. Mẹ cứ ở lại đây. Con sẽ bảo vệ mẹ. Con không còn là cái nguyệt yếu đuối như ngày xưa nữa đâu mẹ à. Bà Trinh nghe con gái nói vậy thì khóc. Bà không thể nào nói rõ sự thật cho Nguyệt hay được. Nguyệt thấy mẹ khóc thì ái ngại. Cô chẳng biết phải làm gì, đành cầm tờ theo dõi bệnh nhân ở cuối giường. Cô muốn kiểm tra xem mẹ mình có bị làm sao không bỗng nhiên cô ngạc nhiên rồi hỏi ơ ờ, sao ở đây bác sĩ lại ghi nhóm máu ab hả mẹ con nhóm máu o thì tại sao nhóm máu của mẹ lại là ab chắc uh, chắc chắc là người ta ghi nhầm đấy con ạ à. bà trinh vội vàng trốn tránh nhầm làm sao được hả mẹ bệnh viện mà nhầm nữa thì chết người à mẹ nói đi rốt cuộc là sao ạ à? nguyệt vặn bà trinh bà trinh thấy thế thì liền nhào tới cướp lấy tờ kết quả trên tay của nguyệt bà xé tan tờ kết quả rồi vội vàng cho vào miệng nhai ngấu nghiến vừa nhai bà vừa khóc và nói chắc chắn chắc chắn là có nhầm lẫn rồi con là con của mẹ nguyệt à nguyệt không phải là kẻ ngốc nguyệt chỉ cần nhìn thấy hành động vậy biểu hiện đó của mẹ mình là cô cũng đã đoán ra được phần nào sự việc cô vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện mặc cho bà trinh kêu gọi ở phía sau cả ngày hôm đó khi bà trinh xuất viện nguyệt cũng không tới cô ra công viên ở gần công ty ngồi một mình suy nghĩ tùng vừa lúc cũng đi ngang qua công viên anh thấy nguyệt đang ngồi một mình có vẻ mặt đăm chiêu thì có qua để hỏi xem cô có việc gì không sao thế có vẻ như cô đang có tâm sự nhở tùng nói rồi ngồi xuống bên cạnh nguyệt nguyệt đột nhiên hỏi anh Tùng này, có bao giờ anh oán trách mẹ của anh không? Dĩ nhiên là có rồi." Tùng trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm. "Thế nhưng tôi lại chưa bao giờ oán trách mẹ tôi anh ạ. Mặc dù suốt 30 năm qua, mẹ tôi chưa thể cho tôi một cuộc sống sang giàu, thế nhưng tôi chưa từng oán trách bà ấy. Tôi chỉ buồn vì bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi. Tôi buồn vì đến bây giờ mà bà ấy vẫn còn giấu tôi mà thôi." Đúng vậy, nhưng cô có nhận thấy một điều là dù gì đi chăng nữa, người đàn bà đó đã 30 năm luôn yêu thương và bao bọc cho cô. Bà ấy luôn yêu thương cô một cách vô điều kiện như con đẻ của bà ấy. Tôi nghĩ rằng bà ấy tuy không có công sinh ra cô nhưng lại có công nuôi dưỡng cô tới ngày hôm nay. Nguyệt ạ, à, tôi nghĩ rằng cô nên tha thứ cho bà ấy. Nghe Tùng nói vậy, Nguyệt chợt rơi nước mắt. Tùng nói đúng, 30 năm không một ngày nào là bà Trinh không yêu thương quan tâm tới cô. Cô tạm biệt Tùng rồi đi thẳng tới chỗ bà Trinh. Khi nhìn thấy Nguyệt, bà Trinh xấu hổ không dám đối diện với cô. Nguyệt đi tới gần bà Trinh và hỏi. Mẹ, mẹ có phải là mẹ ruột của con hay không? Con muốn nghe sự thật từ mẹ ạ. À. Con không muốn, mình phải nghe sự thật từ một người khác. Bà Trinh nghe Nguyệt nói vậy thì im lặng một lúc. Bà biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày này thế nhưng bà không ngờ rằng nó lại tới nhanh như vậy bà rơm rớm nước mắt rồi nói đúng vậy con không phải là con đẻ của mẹ năm đó có ai đó đã bỏ rơi con trước cổng nhà mẹ khi mẹ ra mở cổng mẹ ruột của con đã quen lưng bỏ chạy mà không quan tâm tới con mẹ không thể nào tìm được mẹ ruột của con nên mẹ đành nhận nuôi con từ đó tới nay nghe bà trinh nói vậy thì nguyệt òa khóc cô lao vào vòng tay của bà trinh cô không hề biết rằng tất cả những lời bà trinh nói là do bà kim đã xui bà trinh nói như vậy bà trinh nhớ như in những câu mà bà kim nói với mình bà phải làm cho cái nguyệt hiểu rằng mẹ ruột của nó đã bỏ rơi nó chỉ có như thế nó mới ở lại bên cạnh bà thôi bà mà không làm như vậy chắc chắn nó sẽ còn muốn tìm ra mẹ đẻ của nó là ai đấy ôm nguyệt vào trong lòng bà trinh thầm hạ quyết tâm không muốn cho ai cướp đi cô con gái bé bỏng của bà ở bên này hân gọi điện cho tùng cô muốn chat video với anh nhưng bị tùng từ chối hân à anh nghĩ rằng em hoàn toàn hiểu cho tình cảm của anh rõ ràng em biết anh không hề có tình cảm với em vì vậy em đừng có làm phiền anh nữa mà anh cũng khuyên em không nên làm khó nguyệt bản thân cô ấy không hề làm gì em cả nghe tùng nói vậy thì hân càng thức cô ta nghĩ rằng chính nguyệt mà tùng đã phản bội và không để ý tới cô ta trong cơn tức giận cô đã bấm máy gọi cho bà kim khi đầu dây bên kia vừa bắt máy cô đã vội vàng nói bác kim chẳng lẽ thực sự cháu không thể công khai con gái của mẹ cháu là ai à em nói cái gì cơ con gái của mẹ em là sao hân không thể ngờ được người nghe điện lại là bình cô hoảng sợ cúp máy ngay lập tức Bình nghe thấy thế thì lấy làm lạ. Đúng lúc này bà Kim cũng đi vào phòng. Bình thấy vậy thì hỏi bà Kim: Mẹ à, sao Hân lại gọi cho mẹ hỏi về việc công khai chị gái của cô ấy là sao à mẹ? Bà Kim nghe thấy vậy thì nhanh trí trả lời: Ôi, số bà hằng khổ lắm. Chỉ là trước đây bà có một đứa con gái nhưng bị mất tích. Bà ấy có nhờ mẹ tìm kiếm cô ta giúp bà ấy. là chỗ bạn thân chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ mẹ lại làm ngơ không giúp bà ấy à bình nghe thấy vậy thì bật cười mẹ nói thế có trẻ con nó mới tin em thuần mất mà mẹ còn chẳng khóc nói gì tới việc đi tìm người con gái đã thất lạc cho bạn thân của mẹ chính cái nguyện là kẻ đã hại chết thằng thuần tao sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu bình thấy thế thì nói mẹ quên rằng chính vì ai mà em thuần mới chết à cái kế hoạch thụ tinh đầy hoang đường đó là do ai bày ra? Bây giờ mẹ vui rồi chứ. Chị cũng đã bỏ nhà ra đi. Chỉ còn một mình mẹ sống trong căn nhà này. Điều này chắc là đã khiến mẹ vui mừng rồi nhờ. Nói rồi, Bình bỏ mặc bà Kim ở nhà rồi ra ngoài uống rượu. Thấy Bình vẫn một mực bảo vệ Nguyệt như vậy, bà Kim căm hận cô hơn. Bà tức tới mức, nghiến răng nghiến lợi. Bà thầm thề rằng sẽ khiến cho Nguyệt sống không bằng chết Bà Kim liền nhấc máy gọi cho Hân. Sao cháu bất cẩn thế? May cho cháu là thằng Bình nó nghe máy đấy. Nếu là một người khác thì sẽ ra sao hả? Vâng, tại cháu nóng vội quá. Có cách nào để bà Nguyệt biến mất mãi mãi không hả bác? Cháu đừng có suy nghĩ lung tung. Theo bác biết, cái Nguyệt nó đang làm ở công ty của mẹ cháu đấy, đúng không? Vâng, không hiểu bằng cách nào mà nó lại dụ dỗ được anh Tùng giới thiệu nó vào đây làm. Hiện tại, nó đang làm cùng phòng với cháu và anh Tùng đấy ạ. À? Ôi, thế thì đơn giản. Cháu tìm cơ hội vu cho nó cái tội gì đó mà ngay lập tức nó sẽ bị đuổi ngay khỏi công ty ấy. Như vậy thì chắc chắn mẹ cháu cũng sẽ ít có cơ hội để gặp nó mà cháu lại được như ý. Ôi, đúng là một cách hay ạ. À? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Hân vui vẻ đáp mà không biết rằng cô đang chỉ là một quân cờ trong tay của bà Kim để bà Kim lợi dụng hãm hại Nguyệt ngày hôm đó công ty có một cuộc họp về việc triển khai dự án mới nguyệt được tùng bảo lãnh nên đã được giao cho dự án này nguyệt làm việc một cách chăm chỉ để hoàn thành hồ sơ và thủ tục đấu thầu cho dự án thế nhưng vì đã làm việc cả đêm nên cô đã ngủ quên tại phòng làm việc sáng hôm sau cô bị đồng nghiệp đánh thức rằng phải nộp tài liệu lên trên nhưng khi cô quay sang thì toàn bộ hồ sơ của mình đã không cánh mà bay tất cả mọi người đều đã nộp tài liệu, duy nhất chỉ có Nguyệt là không. Cô không biết rằng phải giải thích về sự việc này như thế nào. Bà Hằng khi thấy tất cả nhân viên đã nộp tài liệu, duy nhất chỉ có Nguyệt là không nộp, bà cảm thấy không hề hài lòng một chút nào đối với Nguyệt. Bà thậm chí còn nghi ngờ lời giới thiệu của Tùng với bà. Trước giờ, bà rất tin tưởng vào con mắt nhìn của Tùng. Thế nhưng lần này, có lẽ Tùng đã sai lầm chăng? Tùng đang ở phòng làm việc, anh không thể hiểu nổi tại sao một con người cẩn thận và trách nhiệm như Nguyệt lại đánh mất tài liệu của công ty. Bỗng dưng, anh có một đơn hàng, khi xuống nhận đơn hàng thì không biết người gửi là ai. Anh mở chiếc hộp ra thì trong đó có một chiếc USB. Anh khá nghi ngờ nhưng vẫn cắm nó vào máy tính của mình. Trong chiếc USB đó chính là đoạn camera đã ghi lại người lấy trộm tài liệu của Nguyệt khi cô ngủ say không ai khác người đó chính là hân tùng vô cùng bất ngờ anh nhấc máy gọi điện cho hân thì được thông báo là cô đang ở một nhà hàng sang trọng tùng tức tốc tới chỗ của hân anh muốn hân phải cho anh một câu trả lời rõ ràng về sự việc này hân đang ngồi cùng với mấy người bạn ở một nhà hàng sang trọng cạnh bể bơi cô ta muốn tìm cách lăng nhục nguyệt nghĩ mãi cô ta chợt nhớ ra một cách cô ta gọi cho nguyệt và nói nguyệt à tôi đang ngồi với đối tác ở khách sạn cô hãy cầm cho tôi tập tài liệu trên bàn của tôi tới đây vì hân là phó phòng nên nguyệt bắt buộc phải nghe theo lời của cô ta nguyệt mang theo tài liệu tới địa chỉ của hân gửi thì thấy đó là một nhà hàng vô cùng sang trọng nguyệt cũng nhìn thấy hân đang ngồi với các bạn của mình ở một bàn gần bể bơi họ đang uống chứ chẳng có vẻ gì là đang bàn công việc cả nguyệt mang tài liệu tới đưa cho hân gửi chị bộ tài liệu này ạ ừ tôi cảm ơn nhé hân nhà mày có cô giúp việc xinh đẹp như thế từ bao giờ đấy sao tao tới chơi mà không thấy nhở một người bạn của thân biết ý nên đã mở miệng trêu đùa nguyệt chị ta chắc chắn là nấu ăn khéo lắm đấy nhỉ hay mẹ bảo chị ta vào nấu cho chúng ta bữa tối đi ở đây người ta cho mình được tự nấu đấy một người bạn khác của hân ùa vào thấy họ không có ý tốt nguyệt liền định rời đi thấy nguyệt định rời đi thì hân đứng lên kéo mạnh tay nguyệt lại và nói các bạn tôi đang nói chuyện với cô sao cô lại rời đi như một kẻ vô văn hóa thế hả không ngờ cú kéo lại khiến cho nguyệt mất thăng bằng cô bị ngã ngay xuống bể bơi bên cạnh cả đám bạn của hân và cả hân ở trên bờ trông thấy vậy thì liền cười ồ cả lên không ai có ý định lại gần để giúp nguyệt lên bờ cả nhưng không thể ngờ được đúng lúc này thì tùng cũng vừa tới anh nhìn thấy nguyệt đang chơi với ở bể bơi thì không ngần ngại lao tới nhảy xuống để đỡ cô việc này khiến cho hân ngỡ ngàng vốn chơi thân với tùng đã lâu hân biết rằng tùng rất sợ nước anh trước đây bị ám ảnh nên không bao giờ dám đi bơi ấy vậy mà anh lại sẵn sàng nhảy xuống nước để đỡ nguyệt điều đó hoàn toàn chứng tỏ tình cảm của anh dành cho nguyệt là như thế nào khi tùng đỡ nguyệt lên bờ anh không thèm nhìn mặt hân mà đỡ cô ra xe để đi mặc kệ cho hân và đám bạn ở lại nhà hàng sau khi nguyệt trở về nhà tùng liền vòng lên thẳng công ty anh gõ cửa phòng bà hằng tùng cháu tới đây có việc gì thế sao người cháu lại ướt nhẹp thế kia dạ có một việc này cháu nghĩ phải báo với cô ạ đúng ra cháu định chỉ nói với hân thôi thế nhưng suy nghĩ kỹ thì cháu muốn nói cho cô trước ạ nói rồi Tùng đưa thẳng cho bà Hằng chiếc USB có chứa đoạn phim quay lại hành động của Hân ăn cắp tài liệu của Nguyệt. Bà Hằng vô cùng sửng sốt, bà không hiểu tại sao con gái mình lại hành động như vậy. Tùng này, ngoài ngoài bác ra, cháu đã kể cho ai sự việc này chưa? Dạ, cháu chưa ạ. Cháu định nói với Hân trước, thế nhưng cháu nghĩ rằng bác nên là người đầu tiên được biết việc này ạ. Bác cảm ơn cháu. Cháu nghe này. Bác muốn, đây là bí mật giữa hai bác cháu mình. Về phần cái hân, bác sẽ về chỉnh đốn nó ngay, cháu thấy thế có được không? Tùng nghe bà Hằng nói vậy thì biết bà Hằng muốn bao che cho Hân, thế nhưng anh cũng không thể phản đối việc này, Tùng gật đầu rồi nói: "Vâng, cháu đồng ý với bác ạ, thế nhưng cháu muốn có sự công bằng đến với Nguyệt ạ." "Được rồi, cháu cứ yên tâm, bác chắc chắn sẽ không để cô ta phải chịu thiệt thòi đâu." Tùng chào bà Hằng rồi bước ra khỏi cửa, không ngờ anh gặp lại Hân đang đi tới. Hân vội chặn trước Tùng và hỏi: "Anh Tùng, rốt cuộc anh và cô ta là sao hả? Anh nên nhớ cô ta là gái đã có chồng. Đã từng có chồng, cô ấy và chồng đang giải quyết ly hôn. Anh với cô ấy hoàn toàn trong sáng, còn em nữa, anh muốn hiểu em như thế nào? Từ giờ, ngoài việc công việc ra, anh không muốn gặp em nữa, em hiểu chứ?" nói rồi tùng bước ngang qua người hân hân lúc này thì hoàn toàn suy sụp cô vội chạy vào phòng rồi lao vào phòng của bà hằng mà khóc bà hằng thấy con gái đau khổ như vậy thì cũng vô cùng bất ngờ rốt cuộc người con gái tên nguyệt này là người như thế nào lại khiến cho tùng bao bọc như vậy tại sao cô ta lại có thể khiến cho tùng không hề quan tâm tới con gái của mình nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ hẹn bà kim để hỏi thăm về người con gái này Bà cũng muốn biết rõ hơn về việc bà Vân trước đây rốt cuộc đã chết thật hay chưa. Điều gì đang chờ đón Nguyệt ở những tháng ngày tiếp theo? Bà Hằng liệu có thể tìm ra con gái ruột của mình không? Những âm mưu thâm độc nào của bà Kim sẽ được bà ta thực hiện để trả thù Nguyệt? Tất cả sẽ có trong tập 4, cũng là tập cuối cùng của câu chuyện Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ câu chuyện của chúng tôi tới những người bạn của bạn nhé. Hãy nhấn vào hình quả chuông để không bỏ sót những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 19h45 phút tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn quý vị thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở tập 4 của câu chuyện Mẹ chồng giàu gài bẫy hãm hại con dâu nghèo. Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn đón xem tập truyện trước của chúng tôi. Những bình luận của các bạn đã khiến chúng tôi cải thiện hơn rất nhiều trong việc hoàn thiện những sản phẩm của mình. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với phần cuối của câu chuyện Mẹ chồng giàu gài bẫy hãm hại con dâu nghèo. Chúng ta cùng nghe. Bình đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng nhiên điện thoại anh có một tin nhắn tới. Mở tin nhắn ra xem thì Bình thấy bức ảnh Tùng đang diều nguyệt ra khỏi khách sạn. Anh vô cùng tức tối, ngay lập tức anh đi thẳng tới công ty của Nguyệt. Anh gọi Nguyệt ra hành lang và nói Em giải thích sao về chuyện này Anh với em vẫn chưa ly hôn Mà em đã đi khách sạn với người đàn ông khác là sao Bình tức tối hỏi Nguyệt thấy Bình hỏi như vậy Thì chỉ khẽ cười Cô không thể ngờ được rằng người đàn ông cô đã chung sống suốt 3 năm nay lại có thể nghĩ về cô như vậy. Anh nghĩ sao, chỉ với một bức ảnh này mà anh lại cho rằng tôi đi khách sạn với người đàn ông khác à? Anh thực sự không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà đã nghĩ tôi như vậy. Anh có thực sự hiểu tôi không hả Bình? Bình nghe Nguyệt nói như vậy thì sững người, đúng thật là anh đã quá vội vàng, nhưng bởi vì anh quá yêu Nguyệt nên anh sợ mất cô. Khi này thì Tùng cũng đi tới, anh thấy Bình tới tìm Nguyệt thì sợ rằng anh ta sẽ gây bất lợi cho Nguyệt nên đi tới xem thế nào. "Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe trộm cuộc trò chuyện của các bạn, thế nhưng anh Bình ạ, à, tất cả câu chuyện là như thế này." Nói rồi, Tùng kể cho Bình nghe đầu đuôi câu chuyện, từ việc Hân đẩy Nguyệt xuống bể bơi tới việc anh đến để đưa Nguyệt lên như thế nào. Đó là tất cả câu chuyện, chúng tôi Hoàn toàn trong sáng, anh đừng có hiểu lầm. Bình nghe Tùng kể câu chuyện thì thực sự bất ngờ, phải chăng đúng như Nguyệt nói, anh không hề hiểu gì về Nguyệt cả. Anh quay lưng đi khỏi công ty của Nguyệt nhưng tâm trạng sầu não, cứ mỗi khi chán nản, anh lại đi thẳng tới quán rượu. Ở quán rượu, khi men say đã ngà ngà, bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện ở bàn của anh. Bình từ từ ngước lên thì ra đó là Mi cô ta đã hứa rời bỏ anh bây giờ lại xuất hiện ở đây và lúc này khiến cho bình vô cùng ngạc nhiên quay trở lại với bà hằng bà hằng vốn đang rất tò mò về nguyệt bà đành hẹn bà kim để tìm hiểu thêm khi tới phòng khách của bà kim bà hằng hỏi em đã hỏi giúp chị về vụ cô vân chưa có thực sự rằng cô ta đã chết không chắc chắn bà ta đã chết chị ạ hôm trước chị gọi lại khiến em cũng hơi lo đấy Em đã tìm được người hàng xóm của bà ta trước đây, để em gọi cho bà ấy cho chị hỏi nhé. Bà Hằng không thể ngờ được, bà Kim đã đi trước một bước, bà ta thuê một người giả làm người hàng xóm của bà Vân, dặn bà ta ngoại hình của bà Vân để bà ta nói dối trước mặt bà Hằng. Bà Vân đấy, số cũng khổ các chị ạ, cuối đời không con không cái, trước có một con bé xinh lắm, ở cùng đấy mà có đợt khó khăn bà ta đem bán cho một nhà giàu ở miền Nam rồi. Cuối đời bà ấy bị ốm nặng, chính tay em phải chăm sóc cho bà ấy đấy. Rồi công việc ma chay của bà ấy cũng toàn hàng xóm bọn em chung tay làm đấy chứ, khổ thân thật đấy. Người được thuê có khuôn mặt chất phác kể với giọng vô cùng chân thực khiến cho bà Hằng không thể nghi ngờ gì. Khi người hàng xóm ở đó về thì bà Hằng lại hỏi bà Kim. Kim này, chị có chuyện này muốn hỏi em một chút có chuyện gì chị cứ nói đi ạ à? chị em mình với nhau sao lại chị khách sáo thế tại đây là chuyện riêng của gia đình em nên chị cũng hơi ngại bà kim biết chắc chắn rằng bà hằng định hỏi chuyện gì nhưng bà vẫn giả lờ như không biết chị không phải ngại đâu em coi chị như chị ruột của em mà ừ nếu em đã nói thế thì chị cũng xin hỏi có phải trước đây nhà em có một cô con dâu tên là nguyệt đúng không em Đúng rồi chị ạ, mà sao chị lại hỏi về Nguyệt ạ?" À? Bà Kim giả vờ như cân nhắc rồi mới hỏi lại bà Hằng. "Chẳng là cô ấy mới vào làm ở công ty của chị, chị muốn tìm hiểu xem cô ấy là người như thế nào." Bà Kim im lặng một lúc, bà thở dài rồi nói. "Chuyện xấu trong nhà, đúng ra em cũng không muốn nói ra để làm cái gì cả, thế nhưng nếu bây giờ cô ta đến làm ở chỗ chị thì em cũng đành phải nói ra." Nguyệt không hiện lành như vẻ ngoài của cô ta đâu chị ạ. Chị cũng biết, em mong có cháu, thế mà suốt 3 năm về làm dâu, cô ta đều uống thuốc tránh thai. Mãi về sau em mới phát hiện ra, cô ta cũng vô cùng ghê gớm, cô ta lợi dụng vẻ yếu đuối của mình để quyến rũ các chàng trai. Thằng Bình nhà em vì non dại nên nó bị cô ta dắt mũi đấy. Tới khi cô ta thấy không chiếm được lợi ích gì từ nhà em thì mới đòi bỏ thằng Bình đấy chị ạ. Nói chung là chị phải cẩn thận với cô ta đấy khi nghe bà kim nói như vậy thì bà hằng có những cái nhìn xấu về nguyệt bà thả chọn tin tưởng một người mà mình coi như em hơn là tin nguyệt một cô gái đòi bỏ chồng bà hằng trở về công ty bà gọi nguyệt lên để trao đổi nguyệt rất bất ngờ cô không hiểu lý do gì mà bà hằng lại gọi cô lên lúc này chào nguyệt dạ vâng ạ cháu chào cô ạ ừ nguyệt này Cô biết rằng việc làm mất tài liệu hôm trước không hoàn toàn là lỗi của cháu. Gần đây, cô cũng thấy cháu có quan hệ thân thiết với Tùng. Cháu biết đấy, trong công ty không nên có những cảm xúc gây bất lợi cho công việc. Thế này nhá, cô sẽ hỗ trợ cháu 3 tháng lương để cháu kết thúc công việc sớm và rời khỏi đây. Nếu cháu rời xa Tùng, cô sẽ cho cháu thêm 100 triệu nữa. Cháu thấy thế nào? nguyệt hết sức bất ngờ với lời đề nghị của bà hằng cô tức giận nói thưa cô cháu kính trọng cô là người lớn tuổi ạ thế nhưng có một số việc cháu cần nói rõ với cô thứ nhất cháu và anh tùng hoàn toàn trong sáng cháu không hề quyến rũ hay câu dẫn anh ấy mà cô phải yêu cầu cháu rời xa anh tùng thứ hai về công việc cháu không hề làm sai một điều gì nếu thực sự cháu sai trong công việc thì xin mời công ty cứ đuổi cháu Cháu vào đây làm là có ký hợp đồng đàng hoàng với công ty, chứ không phải là cháu đi cầu xin sự thương hại để có một công việc ạ. À. Cháu xin phép cô, cháu về làm việc đây. Nói rồi, Nguyệt quay lưng bỏ đi. Nghe thấy Nguyệt nói như vậy, thì bà Hằng lại càng cho rằng những gì bà Kim nói là đúng. Rõ ràng, mình đã đưa ra đề nghị rất đàng hoàng mà cô ta vẫn cố bám lấy Tùng. Bảo sao, mẹ chồng cô ta lại căm ghét cô ta như vậy, Nguyệt bước ra khỏi phòng làm việc của bà Hằng thì nước mắt cứ trực rơi. Đúng lúc này thì bà Kim lại tới đây để gặp bà Hằng. Thấy Nguyệt đứng trước phòng bà Hằng, vẻ mặt buồn tủi, bà ta lại gần chế nhạo Nguyệt. "Sao? Tôi đã bảo rồi, lúc đầu cô cứ im lặng mà nghe theo sự sắp xếp của tôi, có phải bây giờ cô vẫn là con dâu của gia đình danh giá không? Đi đâu cũng ngẩng cao đầu, chứ việc gì phải tủi nhục uất ức như thế này?" xin lỗi bà chỉ có những kẻ hèn kém không có tự trọng mới chấp nhận được yêu cầu của bà thôi còn tôi thì không nói rồi nguyệt đi về chỗ làm việc thế nhưng cô vừa về tới chỗ làm thì lại thấy hân đang đứng ở bàn làm việc của cô đang bực sẵn trong lòng nguyệt hỏi hân cô đứng ở bàn làm việc của tôi để làm cái gì bàn làm việc của cô á ở cái công ty này tôi thích đứng đâu mà chẳng được mà bàn làm việc của cô thì đã sao Tôi thích thì tôi vứt cả cái bàn này đi cũng được đấy." Nói rồi, Hân hất tung đống tài liệu trên bàn của Nguyệt, Nguyệt tức giận không kiềm chế được mà tiến lên, tát cho Hân một cái thật đau. "Cô, cô làm cái gì vậy hả?" Một tiếng quát vang lên phía sau lưng của Nguyệt, Nguyệt quay lại thì thấy bà Hằng và bà Kim đang đứng trước cửa phòng làm việc. Bà Hằng thấy con gái bị đánh thì vội tiến lại gần xem con gái mình có bị sao không. Bà tức giận mắng Nguyệt: Tôi đã nói nhẹ nhàng với cô Mà tại sao cô lại chút giận lên hân Cô đúng là cái loại đạo đức giả hai mặt mà Nghe mẹ mắng nguyệt như vậy Hân cảm thấy vô cùng sung sướng Tuy nhiên cô vẫn phải cố tạo ra vẻ ấm ức để mẹ mình càng ghét Nguyệt hơn. Nguyệt nghe thấy bà Hằng chửi mình như vậy trước mặt mọi người ở văn phòng thì tức lắm. Cô bước đi thẳng ra khỏi công ty mà không thèm nhìn lại. Đấy, chị thấy chưa? Em đã bảo với chị rồi, cô ta luôn biết làm ra vẻ vô tội thế nhưng á à, sau lưng lại làm ra những việc ghê tởm lắm bà kim nói với bà hằng khi về tới phòng làm việc của bà hằng ừ lúc nãy tôi cũng ngọt nhạt với cô ta rồi tôi đã bảo cô ta hãy rút lui đi nhưng mà cô ta không nghe không ngờ mới từ đây ra cô ta lại có thể đánh ngay cái hơn được vâng em ngày xưa cũng bị lừa bởi vì cái dáng vẻ yếu đuối đây đấy đấy à kim này chị vẫn có linh cảm rằng con bé của chị nó vẫn ở thành phố này đấy nó chưa hề đi vào nam đâu chị không biết giải thích với em như thế nào nhưng có lẽ đó là linh cảm của một người mẹ mà dạo này cái linh cảm mạnh mẽ lắm chị còn cảm giác dường như con gái của chị nó đang ở rất gần chị cơ nghe bà hằng nói vậy thì bà kim nhíu mày bà ta thật không ngờ rằng bà kim vẫn quyết tâm tìm bằng được cô gái thất lạc nếu như bà ta không tin vào người hàng xóm được thuê kia thì mình phải tính cách khác thôi trong đầu bà kim đang suy nghĩ cách để ứng phó ngoài mặt thì bà ta vẫn nghiêm túc nói với bà hằng nếu chị nói vậy thì em cho là thật đấy linh cảm của chị em mình thường ít khi sai chị yên tâm phần việc này chị để em lo trở lại với bình anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy my xuất hiện ở bàn rượu anh cười và nói Tôi không tống cô vào trại tâm thần, nên cô nghĩ rằng cô có thể xuất hiện trước mặt tôi đấy hả? À? Anh uống nhiều quá rồi đấy, em nghĩ rằng anh hãy thôi đi, uống nhiều như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Cô đừng có giả tạo, dù cho tôi có phải rời xa nguyệt thì cô cũng không có cửa chen chân vào đâu. Nói rồi, Bình gục xuống bàn, Mi thấy vậy thì thở dài. Cô bắt một chiếc taxi rồi dìu Bình về nhà, khi chiếc xe taxi dừng trước cửa nhà Bình, Mi diều bình xuống xe thì bất ngờ gặp bà Kim đi từ chỗ bà Hằng về. Thấy bà Hằng, Mi định bỏ trốn thì bà Hằng nói. Không phải sợ đâu, có hay dìu nó vào trong nhà giúp tôi. Mi nghe bà Kim nói vậy thì răm rắp làm theo. Nhìn theo Mi đang dìu bình vào trong nhà, trong đầu bà Kim chật lóe lên một ý nghĩ. Mi xuất thân từ trại trẻ mồ côi, cô ta cũng đang đi tìm mẹ. Có nên chăng? Nghĩ tới đây, bà Kim chợt mỉm cười trong đầu bà ta đã nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo nguyệt đang ngồi thẫn thờ ở công viên bỗng cô thấy một bà cụ bị ngã cô vội vàng chạy tới đỡ bà dậy rất may bà chỉ bị mệt bà ơi bà có sao không ạ ôi cảm ơn con bà không sao chắc tại nắng quá nên bà bị mệt con ạ nhà bà có ở gần đây không ạ để con đưa bà về ạ thôi không sao bà tự về được con ạ bà như thế này làm sao mà về được ạ à? bà để con đưa bà về con mới yên tâm ạ à? nguyệt nói rồi dìu bà cụ về nhà khi đưa bà cụ về tới nhà thì nguyệt vô cùng ngạc nhiên đây chính là nhà của hân còn bà cụ bị ngã chính là bà nội của hân nguyệt đưa bà vào phòng rồi chuẩn bị ra về bỗng nhiên cô thấy một tờ rơi tìm người thất lạc dán trên tường của bà nội hân hiếu kỳ nguyệt lại xem thì cô bàng hoàng trong tờ rơi đứa trẻ có đặc điểm có một cái bớt trên vai nguyệt không thể tin nổi mình cũng có một cái bớt ở đúng vị trí như vậy nhưng cô cũng không nhớ được hình dáng của cái bớt cô khéo léo hỏi bà bà ơi đây là ai vậy hả bà à cháu gái của bà đấy ngày xưa nó bị thất lạc mất bao nhiêu năm rồi bà vẫn đang tìm kiếm nó mà nếu nó lớn thành người có khi cũng chạc tuổi cháu đấy Bà cụ nhẹ nhàng nói, rồi nhìn Nguyệt. Nguyệt thấy thế thì càng hoang mang. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Bà ơi, bà cho cháu xin tờ rơi này nhé. Để cháu hỏi bạn bè cho xem. Biết đâu lại có người quen cô ấy thì sao ạ? À? Ừ, cháu cứ lấy đi. Bà có cả chục tờ cơ. Bao năm này bà đi giải khắp nơi. Nhưng chẳng có thông tin gì cả. Biết đâu cháu giúp. Trời thương, thì sao bà lại tìm được cháu? nguyệt tạm biệt bà cụ rồi ra về về tới nhà cô vội vàng lấy gương ra cô so sánh chiếc bớt ở trên vai của mình và chiếc bớt trong ảnh thì giống y hệt trong đầu cô hoài nghi liệu mình có phải chính là đứa cháu thất lạc của bà cụ ban nãy nguyệt cầm theo tờ rơi tới chỗ mẹ cô đưa nó ra trước mặt bà trinh và hỏi mẹ tờ rơi này là như thế nào hả mẹ con có phải là đứa trẻ này không ạ à? Bà Trinh nhìn thấy tờ rơi thì vội cầm nó và xé đi rồi nói. Mấy cái tờ rơi linh tinh, chắc người giống người thôi con ạ. À. Nếu mẹ con tìm con thật thì đã phải đến gặp mẹ rồi chứ. Bà Trinh không biết rằng chính cái phản ứng dữ dội này của bà lại bán đứng bà. Nguyệt biết chắc chắn đứa trẻ đó là mình. Bà Trinh phản ứng như vậy là vì sợ cô sẽ rời khỏi bà. Cô không trách bà nhưng cô cũng muốn biết mẹ ruột của mình là ai. Cô đi tới nhà bà nội hân, cô gặp bà và nói Bà ơi, cháu có việc này cần phải nói với bà. Sao thế hả cháu, cháu cứ nói đi. Nguyệt ngần ngừ một lúc rồi mới nói Cháu, cháu chính là đứa trẻ trong tờ rơi bà. Bà nội hân nghe vậy thì bàng hoàng, bà không thể tin điều này là sự thật. Nguyệt nhẹ nhàng kéo vai áo để lộ chiếc bớt phía sau vai. Khi nhìn thấy chiếc bớt thì bà nội hân ỏa khóc bà vội ôm lấy nguyệt mà khóc ôi đứa bé tội nghiệp của bà bao nhiêu năm qua con đã ở đâu con có biết là bà và mẹ con đã phải tìm kiếm con khốn khổ như thế nào không à con nguyệt cũng không kìm được cảm xúc mà òa khóc theo con đừng có lo bà sẽ gọi mẹ con về đây ngay nhưng con nghe bà để chắc chắn bà muốn con đi làm xét nghiệm adn con hiểu bà chứ có sao đâu à bà nếu con thực sự là đứa trẻ đó thì tốt còn nếu không con vẫn coi bà là bà của con ạ à? bà nội hân khẽ xoa đầu nguyện bà nhấc máy gọi cho bà hằng alo mẹ gọi con có việc gì thế ạ à? chị hằng đấy à chị về mau tôi đã tìm được con gái của chị đây rồi chị mau đi cùng tôi đi làm xét nghiệm adn nhanh mẹ mẹ nói thật chứ ạ à? bà hằng run, run run giọng hỏi có thể đúng cũng có thể không. Cô có muốn làm xét nghiệm không thì nhanh nhanh lên. Dạ, dù chỉ một phần trên một nghìn cơ hội con cũng muốn ạ. À? Cô gái đó đang ở đâu thế hả mẹ? Con bé có tốt không ạ? À? Tên của nó bây giờ là gì thế hả mẹ? Thôi thôi, cô hỏi ít thôi. Bố trí thời gian rồi đi làm xét nghiệm đi nhá. Bà Hằng nghe thấy vậy thì vô cùng sung sướng. Bà nghe lập tức gọi cho bà Kim. Kim à, chỉ có tin tức của đứa con gái của chị rồi em ạ. À. Bà Kim khi này mới đưa Bình vào trong nhà, nghe được điện thoại của bà Hằng thì vô cùng bất an. Bà muốn tìm cách để ngăn cản bà Hằng nhận con. Bà ta đáp. Em cũng có tin vui cho chị đây. Chị đợi em 30 phút nữa để em xác nhận, rồi em sẽ gọi lại ngay cho chị. Bà Kim cúp máy. Khi này thì My cũng dìu Bình vào trong giường ngủ. My đi xuống cúi đầu trước mặt bà Kim, thế nhưng bà Kim lại gọi My quay lại. Cô ngồi xuống đây, tôi có việc này muốn nói với cô mi vô cùng ngạc nhiên cô không biết rút cuộc bà kim có chuyện gì muốn nói với mình bà kim thấy mi ngồi xuống thì rất vừa lòng bà nói tôi biết cô muốn ở bên cạnh thằng bình nhà tôi tôi có cách cho cô một bước lên tiên trở thành thiên kim nhà giàu để xứng với thằng bình nhà tôi cô có đồng ý không nghe bà kim nói vậy thì mi Mì tưởng mình đang mơ có đứa ngốc nào lại mới không đồng ý với miếng bánh do bà Kim đưa ra? Dạ, cháu xin nghe lời của bác ạ. À. Bác muốn cháu làm gì thì cứ bảo ạ. À. Bà Kim nghe vậy thì mỉm cười. Bà bấm số điện thoại của bà Hằng và nói. Chị Hằng à, em đã xác nhận chính xác rồi. Con gái chị đang ở đây. Em đang dắt cháu đi kiểm tra ADN chị ạ. À. Bà Hằng nghe vậy thì nước mắt ràn ruộng. Bà không thể tin rằng hạnh phúc lại đến với mình một cách bất ngờ như thế này. Bà vội vàng đi sang chỗ bà Kim, bà Nội Hân gọi điện cho bà và bà nghe máy thì nói: "Mẹ à, con tìm được đứa con thất lạc của con rồi ạ." Bà Nội Hân nghe bà Hằng nói vậy thì sững lại, tuy nhiên khi nghe bà Hằng nói rằng đã xét nghiệm ADN thì bà cũng không nói gì nữa. Bà đang quá hồi hộp trước việc mình sắp phải đối diện với đứa con gái thất lạc sau bao nhiêu năm. Bà Kim nắm chặt tay của Mi, bước vào căn phòng rộng lớn nơi bà Hằng đang ngồi chờ. Ánh mắt của bà Hằng đong đầy nỗi nhớ, vội vã dán vào hình ảnh của người con gái trẻ đứng trước, được cho là người đã mất tích từ lâu của mình. Bà Kim mỉm cười với một giọng điệu trịnh trọng giới thiệu: "Hằng ơi, đây là Mi, con gái thất lạc của cậu bấy lâu nay đấy." Mi diễn xuất một cách khéo léo, đôi mắt long lanh ánh lên niềm xúc động giả tạo. Cô ta nhẹ nhàng tiến tới, như thể chân bước không vững trên thảm rồi khẽ cúi đầu chào bà hằng mẹ mẹ ạ à, con là my ạ à, con đã trở về với mẹ rồi đây bà hằng vội vã đứng dậy nước mắt lã trã rơi bước nhanh tới ôm chầm lấy my trong giây phút ấy tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng ôi con gái của mẹ bao nhiêu năm rồi mẹ đã tưởng chừng như không bao giờ có thể nhìn thấy con được nữa my đáp lại giọng run rẩy tạo ra một bầu không khí cảm động con cũng mong ngóng ngày này lắm mẹ ạ. Con đã trở về rồi và con sẽ không đi đâu nữa đâu. Bà Kim chứng kiến cảnh tượng này thì mỉm cười, lòng đầy tự hào về màn kịch mà mình đã giản dựng. Trong khi đó, bà Hằng tiếp tục thốt lên những lời yêu thương. Mẹ đã đợi ngày này lâu quá mi ơi, mẹ đã luôn giữ phòng của con, như ngày con mới rời khỏi đây đấy. Giờ thì cuối cùng gia đình mình đã đầy đủ trở lại rồi. Ngày hôm sau, bà Hằng dắt Mi tới công ty, giới thiệu cô với mọi người trong văn phòng rằng đây là con gái thất lạc bấy lâu của bà. Nguyệt khi nhìn thấy Mi, lập tức bàng hoàng và không thể tin vào mắt của mình. Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ: Tại sao người tình của chồng tôi lại có mặt ở đây, lại còn được coi là con gái thất lạc của bà Hằng chứ? Cô không tin rằng Mi là đứa trẻ thất lạc năm đó, cô quyết tâm phải tìm ra sự thật. Cô nhớ tới trước đây, Bình có nói về cô nhi viện mà mi lớn lên. Ngay lập tức, cô bắt xe về cô nhi viện. Cô nói với viện trưởng rằng muốn tìm người em gái thất lạc và nhờ viện trưởng cho xem ảnh những đứa bé đặc biệt là hình ảnh của mi Khi thấy ảnh của mi ngày bé, cô biết chắc chắn rằng mi không phải là đứa bé trong ảnh. Vậy rốt cuộc, mi làm sao lại có thể nhận bà Hằng là mẹ? Cô nghĩ ngay tới bà Kim, chắc chắn chỉ có bà ta đứng sau vụ việc này mà thôi. Nhưng nếu chỉ một mình cô thì không thể làm sáng tỏ việc này. Chắc chắn họ đã đề phòng cô. Nguyệt ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại run rẩy bấm số của Chi. Cô em dâu đã bỏ đi mấy lâu nay. Cô tin chắc rằng nếu muốn tìm một người đồng minh để chống lại bà Kim thì chỉ có thể tìm tới Chi. Chi đấy hả? Chi ơi! Dạo này em sao rồi? Chỉ có một chuyện muốn nhờ em giúp chị muốn hạ bệ bà kim bà ấy à tôi luôn biết bà ta không phải là người tốt chuyện gì thế hả à, chị nguyệt em có nhớ con bé my trước đây là người tình của anh bình chứ chẳng hiểu sao bây giờ bà hằng lại đang nhận nó là con ruột chị nghi rằng có bàn tay của bà kim đứng đằng sau vụ việc này em ạ thế nhưng hiện tại chị chưa có bằng chứng cụ thể chị muốn nhờ em giúp chị vì chị tin rằng Chắc chắn My và bà Kim đã đề phòng chị rồi. Chị yên tâm, em sẽ có cách giúp chị. Chị nảy ra một kế hoạch trong đầu, chị đã tìm thấy cơ hội tại một sự kiện công cộng. My trong bộ váy lộng lẫy, không hề hay biết rằng cô đang là mục tiêu. Chị tiếp cận giả vờ nhận nhầm. Ơ ờ, cô này, sao lại dám cướp chồng tôi? Cô, cô nhầm rồi, tôi, tôi không quen biết cô. Chị vừa nói vừa giật tóc mi, đừng có giả vờ tôi biết rõ bộ mặt cô rồi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý chi nhanh chóng lấy được mẫu tóc cần thiết và rời khỏi hiện trường trước khi ai đó kịp hiểu ra chuyện gì sau đó chi gặp hân cô bạn thân và cũng là con gái của bà hằng tại một quán cà phê yên tĩnh chi nói hân à có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết my người mà cậu và gia đình nghĩ là chị gái cậu thực ra là người tình của bình Họ đang giả bờ để chiếm đoạt tài sản của nhà cậu đấy." Hân ngạc nhiên trả lời, "Gì cơ? Không thể nào, cô ta là do bà Kim giúp mẹ tớ tìm ra cơ mà. Cậu cần xem xét lại mọi chuyện đi, có lẽ trước đây bà Kim đã lừa gạt cả cậu nữa. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu thôi, để cậu không bị họ lợi dụng." Hân ngồi lặng đi, suy nghĩ về lời nói của Chi, cô bắt đầu nhận ra có quá nhiều điều không ổn trong câu chuyện của mẹ cô và Mi những mảnh ghép bắt đầu ghép lại với nhau làm lộ ra một bức tranh không mấy tốt đẹp hân nói tôi tôi phải suy nghĩ thêm về điều này cảm ơn cậu chi à không có cậu có lẽ tôi và mẹ tôi sẽ bị lừa mất chi mỉm cười biết rằng cô đã làm đúng dù đau đớn khi biết sự thật nhưng việc bảo vệ bạn bè khỏi tổn thương còn quan trọng hơn khi hai người chia tay chi cảm thấy một sự nhẹ nhõm nhất định Cô biết rằng cô đã góp phần làm dáng tỏ sự thật, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra. Hân sau cuộc gặp gỡ với Chi thì thấy vô cùng lo lắng, quyết định nhờ một thám tử điều tra kỹ lưỡng về Mi, sau khi nghe những lời của Chi nói, cô muốn biết liệu những gì Chi nói có phải là sự thật không. Thám tử đã nhanh chóng cung cấp cho Hân những thông tin mà anh ta thu thập được, bao gồm các chi tiết về mối quan hệ trong quá khứ giữa Mi và Bình. Khi đối chiếu với những thông tin này, với những gì Chi đã nói, Hân không còn nghi ngờ gì nữa, những gì Chi nói là đúng. Với sự thật nắm trong tay, Hân đã lái xe đến nhà bà Kim trong tâm trạng căng thẳng. Cô đột nhập vào nhà bà Kim mà không được mời, yêu cầu bà phải công khai sự thật và đòi Mi phải rời đi. Hân nói: "Bà phải nói ra sự thật, bà Kim. Tôi không cho phép bà tiếp tục lừa dối mọi người nữa, và Mi cô ta phải rời khỏi đi ngay lập tức trước sự đối đầu quyết liệt của hân bà kim không hề nao núng ngược lại bà ta lật lọng và lấy ra một đoạn ghi âm đó là lời hân xin bà kim trước đây yêu cầu bà không công khai danh tính chị gái thật sự của mình bà kim nói cô nghĩ mình đang làm gì thế hả hân nghe đây này lúc này bà kim phát đoạn ghi âm đây chính là cô đang nói với tôi là cô không muốn ai biết về chị gái thật của mình. Ôi, cô thật đáng thương khi nghĩ rằng mình có thể điều khiển cuộc chơi này đấy. Hân lặng người đi, cảm thấy bị phản bội và bất lực. Cô hiểu rằng mình đã trở thành con tốt trong trò chơi mạo hiểm của bà Kim và giờ đây không còn một cách nào khác để xoay chuyển tình thế. Trong khi đó, Bình, người đã nghe lén cuộc đối thoại từ tầng trên, bắt đầu đặt câu hỏi về những bí mật của gia đình chính mình. Anh bắt đầu suy nghĩ về Nguyệt, người mà anh nghi ngờ có thể là con gái thực sự của bà hằng bình không thể giữ được bình tĩnh và quyết định phải tìm hiểu sự thật xuống dưới nhà bình đối mặt với mẹ mình ánh mắt của anh đầy nghi vấn mẹ mẹ có thể nói cho con biết không liệu nguyệt có phải là con gái thật sự của bà hằng không hả mẹ con cần biết sự thật mẹ à đúng chính cái nguyệt là con gái của bà hằng thế nhưng mẹ không thể để nó nhận mẹ của nó được Mẹ muốn nó phải trả giá cho tất cả những gì mà nó đã gây ra cho gia đình mình. Mẹ ơi! Sao mẹ cứ dày vò cô ấy mãi vậy hả mẹ? Con sẽ đi công khai sự thật này cho tất cả mọi người được biết. Bình đứng trước sự lựa chọn khó khăn sau khi mẹ anh bà Kim đã thách thức anh với sự thật đầy cay độc. Nếu anh tiết lộ mọi chuyện của Nguyệt cho bà Hằng thì tập đoàn của gia đình anh sẽ sụp đổ. Bà Kim không giấu giếm sự thật rằng tập đoàn của Bình phụ thuộc nặng nề vào bà Hằng. Sự phụ thuộc này đã khiến cho Bình do dự, vì anh biết hậu quả của việc bà Hằng biết mình bị lừa dối sẽ không chỉ là một mất mát cá nhân mà còn là sự sụp đổ của cả một đế chế kinh doanh. Bình nói: "Mẹ thật sự muốn con phải giữ bí mật này à, dù biết nó sai trái đến mức nào sao?" Bình, con cần nhìn vào bức tranh lớn hơn đây không chỉ về chúng ta mà còn về hàng trăm người làm việc cho tập đoàn nữa con ạ à. con sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì một sự thật à bình cảm thấy tâm trí của mình bị chia rẽ anh yêu quý nguyệt và không muốn thấy cô cùng bà hằng bị tổn thương nhưng mặt khác anh cũng không thể phủ nhận trách nhiệm đối với tập đoàn và những người phụ thuộc vào nó ngày hôm đó trong một sự kiện trọng đại diễn ra khi bà hằng cùng mọi người đến dự nghiệm thu một công trình quan trọng không khí căng thẳng nhưng cũng đầy ấn tượng trong lúc mọi người đang chú ý đến lễ khánh thành một tai nạn bất ngờ xảy ra một thanh gỗ lớn bất ngờ rơi từ trên cao xuống đúng lúc nguyệt đứng cạnh bà hằng phản xạ tự nhiên nguyệt vội vàng đẩy bà hằng ra khỏi vị trí nguy hiểm nhưng chính cô đã bị thanh gỗ đó đánh trúng Vết thương ở vai khiến cho áo của Nguyệt bị rách một đoạn, để lộ ra cái bớt đặc biệt, một dấu hiệu mà bà Hằng luôn nhớ là có trên người con gái thất lạc của mình. Thế nhưng, lúc này Mi đã chạy tới. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ có làm sao không ạ?" À? Tiếng của Mi kéo bà Hằng về với thực tại, bà vẫn tin tưởng rằng Mi là con gái của mình nên đáp, "Không, mẹ không sao con à." Nói rồi, bà nhờ đưa Nguyệt vào bệnh viện để sơ cứu vết thương ngày ấy trong không khí ẩm ướt của một buổi chiều mưa nguyệt cùng bà nội hân dọn dẹp ngôi nhà cổ kính đã chứng kiến biết bao thăng trầm của gia đình trong khi dịch chuyển những chiếc hộp cũ kỹ nguyệt phát hiện ra một tấm ảnh cũ mờ chụp một người phụ nữ trẻ trung với nụ cười hiền hậu cô không thể nhận ra người trong ảnh nhưng linh cảm mách bảo đó là một bóng dáng quen thuộc bà ơi bà người trong ảnh này là ai thế hả bà Bà nội hân với ánh mắt trùng xuống, nhìn vào tấm ảnh một cách trầm lắng. Đây là một người phụ nữ đã bế trộm đứa bé đi. Chính vì người đàn bà này mà bao năm nay bà Hằng chưa tìm được con gái của mình đó con. Lời nói của bà nội như sấm sét đánh giữa trời quang khiến cho Nguyệt không thể tin nổi vào tai của mình. Cả thế giới như sụp đổ xung quanh cô. Sự thật vũ phàng khiến cho Nguyệt cảm thấy bản thân mình như bị lạc lõng không biết phải đặt niềm tin vào đâu nữa một ngày sau hân trong tâm trạng căm hận vì những dối trá của bà kim đã quyết định gặp nguyệt để nói ra sự thật hân biết rằng mình đã thất lạc người chị em từ lâu và cần phải hàn gắn lại mối quan hệ để cùng nhau phá vỡ âm mưu của bà kim hân nhìn nguyệt với ánh mắt chân thành nước mắt lưng tròng quỳ xuống nguyệt ơi em xin lỗi chị chị chính là chị ruột của em người chị đã thất lạc bấy lâu nay em đã biết tất cả sự thật và xin lỗi vì đã không nhận ra chị sớm hơn chúng ta cần quay về với gia đình để đoàn tụ cùng nhau chống lại bà Kim chị à Nguyệt dù đau khổ trước sự phản bội của mẹ nuôi nhưng vẫn còn nghi ngờ và không chắc chắn về tất cả những điều mà Hân nói cảm xúc của cô lúc này vô cùng phức tạp cô cảm thấy bị phản bội không chỉ bởi mẹ nuôi mà còn có thể bị chính người chị gái mới tìm thấy này lợi dụng tôi tôi không biết có thể tin được ai nữa hân biết rằng mình không thể ép buộc nguyệt ngay lập tức tin tưởng mình cô đứng dậy nhìn nguyệt với ánh mắt đầy ước mong nguyệt ơi dù chị có quyết định như thế nào thì em vẫn chờ đợi chị em sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh tình yêu thương chân thành của mình dành cho chị nguyệt về nhà cô gặp bà trinh đang ngồi đợi cơm cô không biết nên làm như thế nào cho đúng, nhưng cô quyết tâm nói ra sự thật, cô lật bài ngửa với bà Trinh. "Mẹ, mẹ có gì muốn nói với con không ạ? Hôm nay con đã ở chỗ bà nội của Hân và cũng là mẹ chồng của bà Hằng về đấy ạ." Nghe Nguyệt nói như vậy thì bà Trinh đã biết mọi chuyện vỡ lở, bà trực tiếp quỳ gối xuống xin Nguyệt tha thứ cho mình. Khi nghe đáp án do chính bà Trinh nói ra, Nguyệt vẫn không chấp nhận nổi, cô hét lên: từ giây phút này, bà hãy coi tôi như đã chết rồi đi, tôi cũng không có người mẹ nào như bà nữa đâu." Nguyệt, sau khi biết sự thật về người mẹ nuôi của mình, đã không còn giữ lại chút e dè nào trong việc lên kế hoạch trả thù, cô quyết tâm không để cho những sai trái mà bà Kim đã gây ra trong quá khứ lọt lưới. Chỉ với kinh nghiệm từ những gì bố cô từng làm, đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu của tập đoàn bà Kim hai chị em cùng nhau thu thập những tài liệu và chứng cứ phạm pháp, quyết định sẽ không cho bà Kim một con đường lui. Nguyệt đã mời Hân tham gia để bàn kế hoạch. Trong cuộc gặp, Nguyệt không giấu được lòng mình đã sẵn sàng tha thứ cho Hân, nhưng cũng đặt ra điều kiện. Nguyệt nói, Hân, chị sẽ tha thứ cho em tất cả những lỗi lầm trước đây, nhưng em phải cùng với chị tham gia vào việc này. Chúng ta sẽ phải cho bà Kim một sự trả giá xứng đáng hân đáp lại nguyệt vốn đã ấm ức và căm hận bà kim từ lâu không một chút do dự cô đồng ý ngay em cảm ơn chị đã hiểu và thông cảm cho em tất cả là vì bà kim quái ác đó bà ta đã lừa dối em ngay từ đầu hân quay về nhà trong lòng tràn đầy quyết tâm khi gặp my cô không ngần ngại nói bóng gió làm rõ thái độ và sự sẵn sàng của mình trong việc đối đầu hân nói my à có thể nguyệt sẽ trở lại với bình đấy Cô ấy nói rằng cuộc sống thời gian qua khổ quá rồi. Và còn một điều nữa, tôi đã điều tra và biết được. Bạn chỉ là kẻ giả mạo thôi. Hồn hồn thì cút về bên bà Kim đi. Mà tôi chắc rằng nếu sự thật phơi bày ấy, bà Kim cũng sẽ bỏ rơi cô thôi. Mi khi nghe thấy những lời này thì cảm thấy nỗi sợ hãi chợt bay lấy. Cô ta biết rằng mình không thể dựa dẫm vào bà Kim mãi được. Lập tức mi hoảng sợ chạy về bà Kim yêu cầu. Bà Kim, bà phải đảm bảo rằng cho tương lai của tôi, bà không thể vứt bỏ tôi khi mọi chuyện bị phơi bày được. Bà Kim nhận thấy sự sợ hãi trong giọng nói của mi cố gắng chấn an. Yên tâm mi à, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng tôi cũng cần giữ bình tĩnh và phải làm theo kế hoạch. Tôi sẽ không để cô rơi vào tay pháp luật đâu. Kế hoạch trả thù của Nguyệt và Hân từ từ hình thành với sự tham gia của chi họ chuẩn bị đầy đủ những tài liệu cần thiết để tiến hành các bước tiếp theo sự kết hợp của ba người phụ nữ này mỗi người với những động cơ và câu chuyện riêng đã sẵn sàng đưa ra ánh sáng những bí mật động trời của bà kim họ đưa vào những tài liệu thu thập được để tìm ra những sai phạm trong làm ăn của công ty bà kim cuộc chiến chống lại bà Kim không chỉ là một cuộc chiến của riêng ai mà là sự đoàn kết của những người phụ nữ bị tổn thương sẵn sàng đứng lên đòi lại công lý cho chính mình và cho những người khác. Trong bóng tối của sự lừa dối và tham vọng, ánh sáng của sự thật bắt đầu le lói, sẵn sàng soi rõ mọi góc khuất. Bà Kim khá bất ngờ, không hiểu tại sao Mi lại chạy tới văn phòng của mình và kêu gào lên như vậy. Khi này, bà lại nhận được cuộc gọi đến từ trợ lý nói rằng Nguyệt muốn tìm gặp bà. Bà không hiểu sao, hôm nay Nguyệt lại tới tìm mình. Cô có việc gì, bà lại tới đây tìm tôi. Bà Kim hỏi Nguyệt, Nguyệt không nói gì, cô ném tờ kết quả xét nghiệm ADN của My và bà Hằng lên mặt. Bà nghĩ sao, nếu bà Hằng nhận được những tờ giấy này? Bà Kim cầm tờ xét nghiệm ADN rồi hết cả hồn, bà dững sờ hỏi Nguyệt tại sao cô lại biết nguyệt chỉ cười và không nói cô úp mở rằng cô có một tập tài liệu cũng đang được gửi tới cho bà hằng bà kim nghe vậy thì vội bật dậy bà ta vội vàng chạy thẳng tới văn phòng của bà hằng vì lo sợ bà hằng sẽ nhận được tờ xét nghiệm này khi thấy trợ lý cầm theo một tập hồ sơ định mang vào trong phòng của bà hằng thì bà kim vội rằng lấy khi thấy một bức thư gửi từ biêu điện không ghi tên người gửi bà đoán là của nguyệt bà vội xé nó ra, trong đó chỉ là bức ảnh của Mi. Bà biết rằng bà lại bị Nguyệt chơi xỏ rồi. Bà không biết rằng vì vội vàng tới công ty của bà Hằng mà bà đã quên không tham gia nghiệm thu hợp đồng xây dựng. Việc này khiến cho công ty của bà ta bị tổn thất hơn 20 tỷ đồng. Bình thấy mẹ như vậy thì rất bất mãn, anh không hiểu tại sao một ngày quan trọng như thế mà mẹ mình lại có thể quên để làm ảnh hưởng tới công ty như vậy mi từ ngày bị hâm dọa, đâm ra lo sợ. Cô ta không đêm nào ngủ yên vì sợ bị phanh phui bí mật. Hôm đó cô quyết tâm tới gặp bà Kim. Tôi không tin lời nói. Tôi muốn bà phải lập hẳn một bản hợp đồng cho tôi. Trong đó bà sẽ phải giữ kín và phải đảm bảo rằng bảo vệ tôi bất cứ có việc gì xảy ra. Nếu không, ngay lập tức tôi sẽ rời khỏi nhà bà hàng ngay. Bà Kim nghe mi nói vậy thì cũng hết cách bà ta đành phải ký một giấy đảm bảo cho mi trong đó nội dung là chuyện giả mạo con gái bà hằng và ngăn cản nguyệt tới bà hằng nhận nhau đều là do bà ta sắp đặt mi chỉ là người thực hiện mà thôi cả hai không ngờ rằng tất cả cuộc nói chuyện của họ đã đều bị nguyệt ghi âm bà ta không ngờ rằng cái hôm mà nguyệt đưa tờ kết quả nhân lúc bà ta vội vàng chạy tới văn phòng của bà hằng cô đã cải máy nghe lén trong văn phòng của bà ta toàn bộ cuộc nói chuyện của bà kim và my đã bị cô thu lại hoàn toàn khi nguyệt gửi cho bà kim đoạn hội thoại giữa bà và my bà kim không thể nào tin vào tai của mình bà ta không thể lường trước được nếu như bà hằng biết được sự thật này thì sẽ xử lý bà ta như thế nào nữa bà ta vội vàng quát đuổi my về rồi vội vàng chạy tới văn phòng của bà hằng trên đường đi bà vội vàng lo lắng nghĩ xem có cách nào khống chế bà hằng không nhưng bà ta tới văn phòng của bà hằng thì văn phòng trống rỗng không có một bóng người bà ta như phát điên bà ta vội vàng gọi cho nguyệt 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 ơi mẹ xin con con hãy cho mẹ một cơ hội nữa có được không bây giờ bà lại xin tôi đấy à tôi chính là muốn xem cái bộ dạng bối rối của bà lúc này đấy nghe nguyệt nói vậy thì bà kim hận tới mức nghiến răng nghiến lợi my bị bà kim đuổi khỏi phòng thì cũng ý thức được rằng mọi việc đang không ổn cô biết rằng nguyệt đã biết thân phận giả mạo của mình bây giờ cô ta chỉ cần nói ra mình sẽ bị mất tất cô vội vàng thu xếp hành lý nhưng cô chợt nghĩ lại nếu như giờ mình bỏ trốn mụ già kim sẽ đổ hết tội lên đầu của mình mình đâu có thể thanh minh được cơ chứ mà bây giờ mình có bỏ đi thì cũng làm gì có tiền cô ta quyết định Trước khi đi, phải tìm cách moi lấy một khoản vốn. Cô ta tìm đến bố hờ của mình, ông Phong, chồng bà Hằng. Bố Hà, con đang muốn thành lập một thương hiệu thời trang, nhưng hiện tại con không có vốn. Bố có thể đầu tư giúp con được không ạ? Bao nhiêu thế hả con? Dạ, chắc tầm 10 tỷ thôi bố ạ. À. Ông Phong vì thương con gái bao nhiêu năm thất lạc, nên luôn muốn đền bù cho con gái. Ông chẳng tiếc số tiền đó, Ông liền gật đầu trước nụ cười sung sướng của My. Ở một diễn biến khác, Bình gọi điện cho mẹ. Anh thông báo vì bà không nghiệm thu dẫn tới thâm hụt của công ty 20 tỷ. Bây giờ tập đoàn bị thiếu hụt vốn nghiêm trọng. Bà Kim lại động viên con trai hãy bình tĩnh. Bà sẽ nhờ bà Hằng tiếp tục rót vốn cho tập đoàn của mình để vực tập đoàn lên. Bình nghe vậy thì phá lên cười. Mẹ không cho mẹ con nhà người ta nhận nhau mà mẹ lại muốn người ta rót tiền tiếp vào nhà mình à? Mẹ có nhầm không đấy? Bà Hằng vì muốn tổ chức sinh nhật cho My nên đã sai thư ký về cô nhi viện để lấy những bức ảnh thời bé của cô để làm thành một album ảnh. Thế nhưng khi thư ký mang tới những bức ảnh của My khiến cho bà giật mình. Những bức ảnh này không có bức ảnh nào giống với người con gái của bà một chút. Bà vội bảo thư ký xác nhận lại một lần nữa nhưng kết quả chỉ có một Tối hôm đó khi về nhà, bà lấy cớ muốn trải đầu cho mi để thêm tình cảm mẹ con. mi không nghi ngờ gì cả. Cô ta không hề biết rằng bà Hằng đã khéo léo lấy một vài sợi tóc của cô ta để làm xét nghiệm ADN. Khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN trên tay, bà Hằng thực sự sụp đổ. Bà sốc tới mức bị ngất đi. Hân đi ngang qua thấy mẹ mình bị ngất thì vô cùng lo lắng. Cô vội gọi người đưa mẹ cô vào bệnh viện My thấy bà hằng ngất đi vào viện thì cũng vô cùng lo lắng cô không biết rằng liệu có phải bà hằng đã phát hiện ra điều gì đó hay không khi bà hằng tỉnh dậy trong bệnh viện bà lập tức yêu cầu thư ký tìm lại người tự nhận là hàng xóm trước đây của bà vân thế nhưng thư ký lại bảo với bà rằng bà kia thực ra chỉ là một kẻ giả danh bà ta đã lừa đảo khá nhiều người hiện tại đã bị công an tạm giam và sắp khởi tố nghe đến đó bà hằng biết chắc chắn mình đã bị bà kim lừa gạt đến lúc này bà chợt nhớ ra trước đây bà nội hân có bảo muốn mình đi kiểm tra adn lúc này bà tức tốc về nhà hỏi bà nội hân và hỏi rằng trước kia bà nội hân muốn bà đi kiểm tra adn với ai bà nội hân cũng không giấu nữa bà nói đó là nguyệt thế nhưng mẹ tưởng con đã làm xét nghiệm adn với con mi rồi cơ mà dạ chưa mẹ ạ Trước đây bà Kim đã lừa con, lúc đó con vội vàng quá nên cũng không kiểm tra kỹ ạ. À? Sao con lại bất cẩn thế hả? À? May ấy là mẹ còn giữ lại cái lược mà con bé Nguyệt nó đã trải đầu đấy nhá. Bà Hằng vội vàng cầm theo chiếc lược có tóc của Nguyệt vào bệnh viện. Khi cầm thờ kết quả trùng khớp tới 100% thì bà Hằng lại suýt ngất. Bà ta không thể ngờ được Người con gái mà bà ta tìm kiếm 30 năm nay lại chính là người mà bà ta đang có ác cảm, đặc biệt nhớ lại những lời bà ta đã xúc phạm chính con gái của mình, bà ta đã không thể đứng vững được nữa. Mấy ngày sau, trên tất cả các thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội đều đưa kim sự thật về bà Kim ngược đãi hành hạ con dâu, hàng nghìn lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận lên án việc làm của bà Kim bà kim mặc dù đã chi rất nhiều tiền để các trang báo không đưa tin nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật đặc biệt khi có sự đứng lên nói ra sự thật của bác sĩ quân khẳng định rằng chính bà kim đã chỉ đạo ông thực hiện việc thụ tinh nhân tạo một cách vô đạo đức thì làn sóng dư luận càng ngày càng bùng nổ công chúng căm phẫn đòi tẩy chay tập đoàn của bà kim khiến cho gia đình bà kim vô cùng khốn đốn đến nước này bà chỉ còn mong vào mỗi bà hằng thôi bà kim lại mặt dày tới gặp bà hằng để nhờ bà hằng đứng ra giúp mình tập đoàn của bà kim phải đối diện với khủng hoảng trầm trọng bị thiếu hụt vốn bị công chúng lên án bà kim đành phải tới gặp bà hằng để nhờ bà hằng xót vốn để duy trì hoạt động bà hằng vẫn niềm nợ và hứa giúp bà kim khiến cho bà kim không có một chút đề phòng ngoài mặt bà hằng còn khuyến khích bà kim hãy tiếp tục mở rộng đầu tư bà hằng sẽ đứng đằng sau để làm hậu thuẫn cho bà kim khi bà kim đi ra khỏi phòng bà gặp nguyệt bà dương dương tự đắc khoe với nguyệt rằng tập đoàn của bà sắp vượt biển ra khơi trở thành một tập đoàn mang tính chất khu vực rồi nguyệt thì lại tỏ ra yếu đuối khiến cho bà kim vô cùng sung sướng được lời hứa hẹn của bà hằng bà kim vay tiền khắp nơi để mở rộng quy mô của mình bà hàng hứa với bà Kim khi dòng tiền của mình về thì sẽ đưa ngay cho bà Kim để bà Kim thanh khoản với các bên vay. Vấn đề kinh tế được xử lý, thế nhưng vấn đề truyền thông vẫn khiến cho bà Kim đau đầu. Bài báo của bác sĩ Quân khiến cho bà ta không thể nào chống đỡ được. Bất ngờ lúc này Chi xuất hiện. Cô ta bảo rằng biết tập đoàn của bà Kim đang sắp phát triển nên muốn quay về đi theo bà Kim Mấy cái chuyện liên quan tới mạng xã hội này, mẹ phải để con. Cô ta bảo bà Kim rằng hãy đăng bài phản bác lại, vù bừa cho Nguyệt cái bệnh án tâm thần chẳng hạn. Chẳng ai lại đi nghe lời một đứa tiên nói, phải không? Bà Kim nghe vậy thì cũng không một chút do dự mà đồng ý ngay. Bà ta không biết được rằng mình đã rơi vào chính cái bẫy mà Nguyệt đã đào sẵn. Cô muốn thật nhiều người biết tới việc này, khi bài báo của bà kim đăng lên khiến cho dư luận càng dậy sóng bình đọc được bài báo thì vội vàng yêu cầu mẹ hạ bài báo xuống nếu không hậu quả sẽ khôn lường tuy nhiên bà kim vì quá tự tin nên không coi ý kiến của bình vào đâu bà khăng khăng không nghe lời bình bà còn định gửi thư kiện nguyệt bà kim không biết rằng chính trong lúc này bà hằng đang thu thập toàn bộ chứng cứ sai phạm của bà ta bà hằng ép thư ký của bà kim phải nói ra tất cả những hành vi ác độc của bà kim thư ký của bà kim biết rằng không thể nào dây vào bà hằng nên vội vàng khai ra bằng hết có lời khai của thư ký của bà kim nguyệt lập tức phản pháo chỉ trong một đêm bà kim đã thất bại không thể ngóc đầu lên được bà ta trở thành điểm nóng của dư luận tin tức lên án chỉ trích bà ta khắp nơi hình ảnh của tập đoàn bị xuống dốc nghiêm trọng khiến cho giá cổ phiếu tụt dốc không phanh bà kim thấy thế thì vội vàng chạy tới chỗ bà hằng để xin dòng tiền từ bà hằng bà hằng vừa đọc báo vừa quay ra nhìn bà kim rồi hỏi điều này có thật không ôi toàn bọn báo lá cải đấy ạ à? chị tin chúng nó để làm gì hả chị bà hằng mỉm cười không đáp dòng tiền của chị lại đang bị kẹt chưa thanh khoản được đâu hay bây giờ như thế này chị giới thiệu cho em một nhà đầu tư lớn hơn nhé em cứ làm việc với người ta trước đi nghe bà hằng động viên bà kim càng phấn khởi bà ta dốc hết vốn miếng ra để đầu tư vào cuộc chơi lần này trong khi người dân lên án càng ngày càng căng thẳng bình đành đứng ra nhận trách nhiệm trước việc này bình cũng bảo rằng bà kim hãy tạm thời từ chức để chấn an lòng người đã toàn bộ cổ phần của bà kim hãy chuyển sang quỹ mà họ thành lập riêng trước mắt chỉ có cách làm đó may ra chấn an được dư luận sau khi sóng gió qua đi thì lại mời bà về vị trí chủ tịch bà kim nghe vậy thì thấy cũng có lý bà ta còn không hay rằng bà ta lại bị chính con trai mình lừa gạt khi tập đoàn công bố rằng bà kim đã từ chức sóng gió dư luận mới dần lắng xuống bà kim thấy vậy thì mừng thầm bà ta nghĩ rằng xui xẻo đã qua đi bây giờ chỉ cần đợi tiền của bà hàng về nữa là ổn thỏa bà ta nghe lời của bà Hằng ký hợp đồng với một số nhà đầu tư giấu tên biệt danh là Moon. Bà ta không biết rằng Moon dùng giá cao kéo hết tất cả các khách hàng của bà ta về. Thế vậy, bà Kim vô cùng lo lắng. Bà vội vàng chạy tới nhà của bà Hằng. Thế nhưng, người mở cửa ra cho bà ta lại là Nguyệt. Bà Kim dường như nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao? Sao mày lại ở đây? Sao nào? Bà thấy ngạc nhiên khi tôi ở nơi đây, nơi mà tôi đáng ra phải thuộc về, đúng không nào? À, chắc bà đến đây về cái vụ Moon đang thu hết các đối tác của bà đúng không? Nhân tiện, tôi cũng xin giới thiệu, tên tiếng Anh của tôi là Moon đấy. Mày mày bị điên à? Mày hãy tỉnh táo lại đi, một đứa như mày, mày có ngần ấy tiền à? Mày đừng có hòng mà lừa tao. Tôi nghĩ rằng Cô mới là người cần phải tỉnh táo lại đấy." Giọng của bà Hằng vang lên, tới bây giờ thì bà Kim đã hiểu, chẳng có nhà đầu tư nào cả, tất cả là màn kịch do hai mẹ con bà Hằng và Nguyệt dựng lên âm mưu lật đổ tập đoàn của bà ta. Bà ta vội vàng về nhà để tính toán sổ sách để gỡ được số nợ hiện tại, bà ta chỉ có thể bán toàn bộ cổ phần để cứu vãn tập đoàn thế nhưng khi bà hỏi bình số cổ phần của bà đâu thì bình chỉ khẽ trả lời con đã chuyển hết cho nguyệt rồi coi như là lời xin lỗi vì những gì mẹ đã làm với cô ấy trời ơi là trời mẹ làm thế này khác gì giết mẹ mày không hả con bình mặc kệ bà kim gào thét anh bỏ đi anh chỉ còn biết tìm vào men say để quên đi cái cuộc đời khốn khổ này bà kim nghĩ mọi cách chợt bà ta nhớ ra bà trinh Bà Kim yêu cầu bà Trinh phải tới tìm Nguyệt, lấy lại số cổ phần đó cho mình. Bà Trinh thấy bà Kim như phát điên như vậy thì không khỏi sợ hãi. Bà ta sợ rằng bà Kim sẽ làm hại Nguyệt nếu như bà ta bị mất tập đoàn. Bà Trinh vội vàng tới để nhắc Nguyệt hãy cẩn thận. Nhìn theo bóng lưng của bà Trinh, Nguyệt bỗng thấy cay mắt. Dù sao bà ta cũng đã nuôi dưỡng cô hơn 30 năm nay. Tối hôm đó, Chi chuyển tin giả cho bà Kim nói rằng bên Tổng cục Thuế đã phát hiện ra sổ sách bí mật của bà ta rồi, nghe đầu tối nay họ sẽ tới lục soát tập đoàn và nhà riêng của bà Kim. Bà Kim nghe vậy thì hoảng hồn, bà ta sợ rằng để lộ ra chỗ sổ sách này thì bà ta sẽ phải ngồi tù mọt không. Bà ta vội đưa chiếc USB lưu trữ toàn bộ sổ sách cho Chi và sai cô mang đi giấu ở một nơi tin tưởng. Chỉ vài phút sau, Chiếc USB đã nằm trong tay của Nguyệt. Bà Kim đang điều tra về số cổ phần của mình, khi biết được số cổ phần đó đang đứng tên của Chi thì bà ta hoàn toàn hoảng loạn. Nguyệt đang bước đi trên đường, bỗng dưng có một chiếc xe máy từ đâu đó bay tới lao về phía cô. Cô sợ hãi hét toáng lên không kịp tránh. Đúng lúc này thì bà Trinh không biết từ đâu lao tới đẩy cô ra. Kết quả là bà bị chiếc xe máy đó tông trúng. Tên lái xe mặc kệ bà Trinh và Nguyệt đang nằm trên mặt đất. Hắn vội nhảy xuống và lấy tập tài liệu mà Nguyệt đang cầm rồi bỏ chạy. Phía bên này, bà Kim nghe được rằng đã lấy được tập tài liệu thì vô cùng yên tâm. Nguyệt vội vã ngồi dậy, chạy tới chỗ bà Trinh. Bà bị chiếc xe máy đi nhanh, tông vào, đập vào viên đá, khiến cho bị chấn thương khá nặng. Mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ đã cướp con khỏi mẹ ruột của con, nhưng mẹ thực sự yêu thương con thật lòng bà trinh nói những lời cuối cùng rồi tắt thở nguyệt thì gào khóc trong vô vọng thâm tâm của cô vẫn luôn yêu thương người mẹ này của mình bà hằng khi nhận được tin nguyệt bị tai nạn thì bà biết chắc chắn ai là người đã ra tay bà đến trực diện gặp bà kim rồi nói tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho tất cả những gì mà cô đã gây ra cho con gái tôi tôi nói được Tôi sẽ làm được đấy." Bà Kim nghe vậy thì chỉ cười khinh khỉnh. Tối hôm đó, thuộc hạ của bà ta gọi điện báo rằng mang tập tài liệu tới cho bà ta. Bà ta nhìn trước ngó sau thật kỹ rồi mới xuống tầng hầm của tòa nhà. Ở đó, tên tài xế xe máy đã đợi bà từ lâu. Khi hắn ta mới đưa tập tài liệu vào tay của bà Kim thì không hiểu cảnh sát từ đâu ập tới. Tất cả đứng im, bà Kim bà đã bị bắt vì tình nghi liên quan tới trốn thuế và âm mưu giết người. Tôi, tôi, tôi có làm gì đâu cơ chứ. Chính bà ta, chính bà ta đã sai tôi lao vào cô gái đó để, để, để lấy tập tài liệu này. Bà Kim không ngờ rằng chính lúc này thuộc hạ của mình lại đứng ra tố cáo mình. Không biết bằng cách nào bà Hằng đã mua chuộc được tên tài xế và hẹn với cảnh sát để giản dựng bắt bà Kim. Một anh cảnh sát hỏi bà Kim. Trong này là những gì hả bà Kim? Trong đó toàn bộ là sổ sách trốn thuế của tập đoàn chúng tôi, các anh biết rồi còn hỏi. Bà Kim cáu gắt trả lời, thế nhưng khi mở tập tài liệu ra thì bên trong lại chỉ có vài tờ báo cũ. Bà Kim biết mình đã lỡ lời nhưng lại không thể chối được nữa. Bà không biết toàn bộ sổ sách đã bị Nguyệt gửi theo đường bưu điện cho bên tòa án, bà ta đành thở dài. Với tất cả các tội danh của mình, bà Kim bị tòa tuyên án 20 năm tù. Với cái tuổi này, 20 năm tù không khác gì tội án, trung thân. Bình có vào thăm bà một lần, nhưng anh vào để tạm biệt bà. Anh quyết định tới một nơi khác để làm lại cuộc đời. Sau 3 năm lao động miệt mài và nỗ lực không ngừng, Nguyệt cuối cùng cũng đạt được mục tiêu mà bản thân luôn hằng ao ước, trở thành giám đốc của công ty cô không chỉ giỏi trong công việc mà còn có tài lãnh đạo điều hành công ty phát triển vượt bậc khẳng định vị thế trên thị trường dưới sự quản lý của nguyệt công ty ngày càng mở rộng quy mô tạo ra hàng ngàn việc làm và góp phần không nhỏ vào nền kinh tế mỗi buổi sáng nguyệt thức dậy trong căn biệt thự sang trọng của mình chuẩn bị cho một ngày mới đầy hứa hẹn cô không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác sự nghiệp của Nguyệt càng ngày càng thăng tiến, không phải là điều tình cờ mà là kết quả của sự cố gắng, tâm huyết và sự thông minh trong từng quyết định. Nguyệt cũng dần chấp nhận tình cảm của Tùng dành cho mình, mối quan hệ của họ từ từ phát triển, không chỉ dựa trên tình cảm mà còn là sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Sau một năm hẹn hò, Tùng cầu hôn Nguyệt tại một bãi biển lãng mạn vào một buổi hoàng hôn. Nguyệt trong niềm hạnh phúc vỡ òa đã đồng ý ngay lập tức. Đám cưới của họ được tổ chức trang trọng và ấm cúng với sự tham gia của bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của Nguyệt và Tùng đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc. Họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm, nơi đó tình yêu và sự tôn trọng là nền tảng vững chắc. Không lâu sau, họ chào đón đứa con đầu lòng, một bé trai kháu khỉnh mà cả hai đặt tên là Minh. Nguyệt cân bằng giữa công việc và gia đình một cách hoàn hảo luôn dành thời gian quý báu bên chồng con dù bận rộn đến đâu. Công ty dưới sự lãnh đạo của Nguyệt tiếp tục phát triển không ngừng, cô không chỉ mở rộng thị trường trong nước mà còn đẩy mạnh xuất khẩu và hợp tác quốc tế. Tùng với kinh nghiệm và tài năng của mình đã trở thành trợ thủ đắc lực cho Nguyệt trong việc phát triển công nghệ và sản phẩm mới. Cùng với thành công trong sự nghiệp, Nguyệt và Tùng cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện xã hội họ thành lập quỹ học bổng cho sinh viên nghèo hỗ trợ các dự án về giáo dục và y tế tại các vùng nông thôn sự quan tâm và lòng nhân ái của họ đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện cuộc sống của nhiều người trong cuộc sống thường ngày nguyệt và tùng luôn dành thời gian cho nhau và cho gia đình dù công việc bận rộn họ vẫn cùng nhau đi du lịch khám phá các nền văn hóa mới và dành thời gian ở bên nhau mỗi khi có thể những kỳ nghị này không chỉ giúp họ thư giãn mà còn củng cố niềm tin và tình cảm gia đình. Đây cũng là dịp để họ tái tạo năng lượng và tiếp tục con đường đã chọn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện của chúng tôi. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện mẹ chồng giàu gài bẫy hãm hại con dâu nghèo của chúng tôi? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng tôi biết được cảm nghĩ của các bạn nhé! các bạn hãy góp ý thật nhiều để chúng tôi càng ngày càng tốt lên cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại